Giống điên không. Hello hello Nguyễn Tiến, hello Lương Nguyễn Văn, chào tất cả các bạn. Ở Úc mấy giờ rồi? Ở Úc bây giờ là gần 9 rưỡi, 9:26. Ở Việt Nam mấy giờ? 6 giờ. Xin chào tất cả mọi người, xin chào, xin hello tất cả nhà. Xin chào tất cả mọi người nha. Lê Sào cơ nãy đang nói chuyện thì bị mất điện, hết điện. Xong rồi không nói được tiếp. Xin chào tất cả nhà, những ai nhìn lên Lê Sào nha. Chào các bạn. Các bạn share cho cái bọn ba que nó vào đây nó nghe hay là nó muốn tranh luận. Tại vì vừa nãy thì sẵn lên trên mạng thấy chúng nó kêu gọi biểu tình. Thì xong rồi nghe thấy suốt ngày cái điệp khúc phải không? Nó hát cái bài cái gì đa đảng với lại dân được bầu cái gì tự do đi bầu rồi đa đảng rồi đa nguyên đa đảng rồi đòi lật đổ đảng cộng sản, kêu mọi người đứng lên để lật đổ cộng sản, trong khi ngày xưa chúng nó có súng ống đạn dược các thứ thì chúng nó co giò chúng nó chạy, xong rồi bây giờ nó sang đấy nó ngồi mát nó ha. Nó ngồi nó ăn welfare xong nó kêu các bạn là đứng lên biểu tình chống cộng sản, lật đổ cộng sản để chống Trung Quốc, trong khi á chúng nó chưa sang đến Mỹ, chúng nó chưa thua đó thì Mỹ nó đã bỏ bố nó cái lũ ba que đấy và nó bắt tay với Trung Quốc bán đứng cái Hoàng Sa của Việt Nam, đúng không? Hoàng Sa hay Trường Sa đây sao quên rồi, Hoàng Sa Trường Sa gì đó mất năm 74, đúng không? Vậy mà bây giờ nó quay lại nó kêu Việt Nam là chơi với Trung Quốc đi rồi lật đổ cộng sản đi rồi á, người Mỹ sẽ vào thay thế rồi sẽ giúp cho Việt Nam đánh đuổi Trung Quốc. Em chào chị Nisa Vũ, chị nên TV đẹp lắm nha. Vậy à, cảm ơn em. Chào tất cả các anh chị em đẹp trai đẹp gái nha. Chị có thể cho em biết ở Úc có loại thuốc nào tốt cho xương khớp người cao tuổi mà người Việt Nam hay dùng không? Có vitamin D, là vitamin á. Vitamin D, vitamin D, chữ D, vitamin D, D. Như sao bỏ mua về gửi về cho mẹ mà cứ quên thôi, già rồi á, nó hay quên. Vitamin D. Con Tạ Phong Tần nó đang cuồng loạn. Con đấy. Bọn chúng nó sang đấy bây giờ nó bị cái bọn bọn cộng đồng nó sò mũi hết rồi. Ngay như cái bọn có quốc tịch ở bên này
Rồi nó sống ở bên này nó còn sợ cái bọn cộng đồng, huống chi là những cái đứa mới chân ướt chân ráo sang bên đấy còn phải nhờ vào cái lũ cộng đồng đó. Cho nên cộng đồng nó xỏ mũi rồi, nó bắt làm cái gì là phải làm cái đó thôi. Thêm đảng, đảng nữa ai nuôi? Còn đảng cắt giảm biên chế cồng kềnh. Chúng nó cứ cứ suốt ngày là nói là người người Việt Nam phải đứng lên để lật đổ chính quyền, để cho chúng nó à cái gì rồi sẽ có nhiều người hải ngoại về Việt Nam để giúp. Xin lỗi các bạn, chúng nó ở đây chúng nó thân chúng nó no còn chưa xong, nó no cho ai đúng không? Nó còn kêu mọi người là đừng gửi tiền về Việt Nam, trong khi đó chúng nó đâu có gửi đâu. Cái lũ mà chạy trước 5 7 năm mà chống cộng đấy, lên sao không chửi, không nói toàn bộ những người đi ra hải ngoại. Không phải ai cũng như chúng nó, mà cái bọn chuyên cầm cờ vàng ấy, chống cộng đấy. Chứ còn những cái người người ta có công ăn việc làm, người ta có gia đình này kia, đâu có thời gian để cầm cờ ra đấy mà chống cộng. Người ta có ca sĩ, nhạc sĩ hay cái gì đi đến đây, người ta mua vé vào người ta hưởng thụ. Còn chúng nó đứng ở ngoài, chúng nó cầm cờ, chúng nó khua. Khua để làm gì? Để làm tay sai cho cái lũ lãnh đạo cộng đồng đó. Rồi những cái bọn nào mà nó ganh đua nhau, chẳng hạn như là cái bọn cái thằng này bán cái này, xong rồi nó chơi với cộng đồng, nó đóng góp cho cộng đồng, rồi có cái gì cộng đồng người ra, cái thằng khác lại mở một cái tiệm giống như nó xui người ta ra để quậy cái tiệm đó, giống như là ở bên California ấy. Biểu tình cái vụ nhà báo cái gì Việt cái gì thì, cái trang gì đấy Việt Việt cái gì anh sao không nhớ rõ lắm, tại mấy cái đấy cũng không quan trọng với người xa, cho nên mình không không có để vào đầu mình làm gì, nhưng đại khái là biết chúng nó có biểu tình. Rồi là khi Đàm Vĩnh Hưng sang bên đấy thì chúng nó không cho nó, không cho chúng nó, hoặc là chúng nó ghen ăn tức ở thằng này ghen mấy thằng kia rồi chúng nó quậy người ta. Cái bản chất của chúng nó là như vậy, các bạn hiểu không? Ngày xưa có một cái thằng Lê Xà đi học cái ngành community á, là về cộng đồng á, để ví dụ như mình tốt nghiệp ra đấy thì mình sẽ giúp cho những cái người cộng đồng, những cái người trong cộng đồng, bất cứ là cộng đồng gì, tại vì khi mà mình học ấy, mình phải có bằng cấp, mình phải biết cách nói chuyện, mình phải biết này biết kia, thì có một thời gian chính phủ Úc này nó giúp cho mọi người đó đi làm cái đi học cái ngành đó, thì nếu như mà học được cái ngành đó thì rất là tốt, mà cái đấy nó rất nên sản rất là thích, rất là thích, rất là thích cái ngành đó. Tại vì mình giúp được người, mình những cái người ở trong cộng đồng ở đây đó, người ta mà cần giúp đỡ thì mình giúp được người ta, mình rất là happy, mình rất là vui. Thì mình đi học cái ngành đó thì chính phủ tài trợ cho mình. Nhưng mà tài trợ khi mà mình có bằng rồi, mình đi ra mình học, mình có công việc đấy, mình phải trả lại tiền cho nó, đúng không? Chứ không phải nó cho không mình. 80.000 đô một năm mà cho một người, thì khi mà chính phủ nó ra cái số tiền nó tài trợ trước cho những cái học viên á, thì cái bọn mà nó dạy á là nó phải trả cho cái bọn dạy đó 80.000 đô một năm. Nếu như mà mình đi học, mình học ở đấy thì không hiểu tại sao cái thằng đó nó cũng làm trong cộng đồng mà nó không có bằng, nó không có bằng, nhưng nó lại vào đấy nó dạy đó, rồi nó thu thập tất cả mọi người, những ai nó bảo từ bao nhiêu tuổi cho đến 90 tuổi, 80 hay 90 đại khái vậy, đều có quyền đi học, tiên sư cha bố đó. Đấy, cái đấy có phải là lừa đảo không, ở lũ khốn nạn. Đến khi mình vào đến khi mình vào trong đó mình học ấy, cái chuyện này Lisa đã nói rồi, nhưng mà vì chúng nó luôn ba ba bốn chục năm nay chúng nó cứ đa đảng với lại cái này cái kia, rồi nói chửi Việt Nam này kia trai nọ, cho nên Lisa cũng phải nói ra, nói và nói mãi mãi để cho chúng đập vào mặt chúng nó.
và cho những người Việt Nam hiểu thêm về cái đất nước này. Không phải cái gì cũng đẹp hết, các bạn hiểu không? Mà ngay trong chính cái cộng đồng của chúng nó cũng thối như cứt, thì làm sao mà chúng nó đòi hỏi người ta đa đảng, đòi hỏi phải áp đặt lên cái tư tưởng của người Việt Nam, đúng không? Thì khi đi học á, nên sẵn là cái người mà mình trái ý là mình phải nói lại. Mình không có nói sai, có nghĩa là mình sống ở đây là mình không đúng, mình nói lại. Thì khi mà mình nói ngày nào đi cũng cãi nhau với nó, thì bắt đầu nó muốn cái thằng đấy đi, thằng nghĩ nó nhỏ tuổi hơn đi già vài tuổi gì đó đại khái vậy. Thì khi mà nó bắt được cái thóp của Lisa là hay cãi lại nó rồi, mình không phải như là những cái người là nó là dạy, nó là mang tiếng là dạy học, thì mình phải nghe hết nó, phải thầy thầy mới nào kia các thứ, không có cái đẫn đó với Lisa đâu. Thì như người ta đấy, thì mình cũng đã được từng đi học rồi, thì trong cái môn học của mình nó có những cái môn mình học rồi thì nó phải trừ đi, có nghĩa là ví dụ như là về nói chuyện với khách hàng, thì khi mà Nisa học một cái khóa khác á, thì cái môn đó Nisa đã học rồi, thì đáng ra đó nó phải tính ra là cái đấy mình đã tốt nghiệp rồi thì nó phải trừ cái môn đấy đi, là mình không phải đóng tiền cho cái môn đấy nữa, các bạn hiểu không? Nhưng nó không làm những cái chuyện như vậy, nó tưởng ai cũng ngu. Thì Nisa mỗi lần nó dạy á, thì mình luôn luôn mình cảm thấy không đúng rồi mình nói lại nó, bắt đầu nó tìm cách nó đẩy mình ra. Đó là cái bản chất của chúng nó đấy, mình nhìn thấy chứ, mỗi một con người giống như nào mình nhìn thấy chứ. Bắt đầu những cái bài học á mình làm xong, bắt đầu nó chấm xong rồi nó nói trước lớp là mình làm sai, mình sai mình cãi lại luôn, mà mình không có nói tiếng Việt với nó, mình nói tiếng Anh cả trong cả một cái lớp đó. Cái bọn chó chết là bọn lừa đảo ấy. Chúng nó chỉ lấy tiền của government thôi, nó chỉ lấy tiền của chính phủ thôi, chứ dạy dỗ cái gì chả hiểu cái con mẹ gì cả. Người ta bảo là chuẩn bị trước khi làm một cái gì đó thì nó bắt người ta là phải là phân tích ra bao nhiêu phần trăm đàn ông, bao nhiêu phần trăm đàn bà, mẹ tiên sư nhà nó. Lisa chửi cãi cãi lại với nó, Lisa bảo chứ tôi thấy ông nào nói cái kiểu này giống như là survey ấy, giống như là đi đi tìm hiểu chứ không phải là đi chuẩn bị cho một cái công việc gì. Chuẩn bị cái công việc không bao giờ người ta lấy cái phần trăm ra để người ta cho vào đấy cả, cái đó gọi là survey, giống như là đi đi tìm hiểu về bao nhiêu cái phần trăm cái này, rồi bao nhiêu người đồng ý cái này, bao nhiêu người đồng ý cái kia. Đại khái nên xà nói qua qua như vậy, rất là những cái nhiều chuyện mà nó động một cái nó nôi nên xà lên nó nói, để nó ấn nên xà ra khỏi cái lớp đấy. Xong mình mới nói thẳng luôn, mình mới bảo nó là nằm ở trong cộng đồng ấy. Còn mấy người ăn que phe sao không kể vụ con cái họ học trường. Học trường miễn phí bị tụi Mễ nó ăn hiếp. Có bà que vào đây ạ. Ở Mỹ mượn tiền chi phí học, ra trường đi làm trả lại, không trả nó còng đầu. Đúng rồi, nó cứ tự động, nó trừ cho em. Các bạn, nó chưa, bây giờ nhá, ví dụ như là nó cho mình vay tiền, xong đến khi mình đi làm, đến cái mức lương như thế nào đó thì nó sẽ lấy lại. Nó chưa lấy được có nghĩa là cái số nợ đấy mình vẫn nợ cả đời. Giống như nên sạp bây giờ, nên sạp đi học có mấy tuần thôi, mà mấy tuần 4 5 tuần gì đó, thì nó đòi nợ lên sàn là mười mấy ngàn đó đó. Thế nói cho các bạn nghe là như vậy, cho nên ở đây chúng nó biết được một tí tiếng Anh, chúng nó luồn lách giỏi lắm, nhất là trong cái cộng đồng đó. Nó khi mà nó giao, nó kêu gọi người ta đi học ấy,
Thì nó bảo chưa đi học đi, có xe bác đưa đón, rồi là cho một cái laptop. Đến khi học là mấy tuần, nó phải phải học xong 5 tuần mới cho. Đến khi học xong 5 tuần nó bảo chứ chỉ cho mượn thôi. Đó. Nếu sao muốn nói lại, nói đi nói lại để cho những cái người sống ở hải ngoại này hiểu được như thế nào là cái cộng đồng của chúng nó. Rất là nhiều người hiểu nhưng mà còn rất nhiều người chưa hiểu. Cứ tưởng chúng nó tử tế, các bạn hiểu không? Thì mới đầu Nisa nghe là đi vào đấy học ấy, thì có cả người Tây với người Việt. Thì mình bảo ồ thế thì hay quá. Tại vì có cả người Tây thì cái tiếng Anh của mình nó sẽ vững hơn nữa. Và thì đến khi mà quay ra thì bắt đầu nó bảo không có người 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 Tây. Mà lúc Nisa đến nhập lớp ấy, thì có người Tây đến thật nói chuyện. Thì mình cũng nói ra, mình cũng bảo ai mà nghĩ được ra cái này rất là hay. Tại vì khi mà làm được cái nghề này ấy, thì mình sẽ bớt đi một người phiên dịch. Có nghĩa là khi mà có một người Việt Nam tới mình giúp cho người ta, thì mình government đấy, chính phủ nó bớt đi cái tiền trả tiền cho người phiên dịch. Người nào nghĩ cái này rất là hay. Nhưng mà về sau có đâu có người Tây dạy đâu, chỉ có người Việt Nam thôi. Mà cái người Việt đó này không có bằng community thì dạy cái gì. Thế là Lisa không có học nữa. Xong rồi mình với cái thằng ấy cãi nhau. Cãi nhau xong mình mới nói là tại vì mình chưa đủ cái confidence đó. Cái gì nhỉ? Chưa đủ cái tự tin để mình học lớp tiếng Anh. Cho nên mình mới học ở đây. Mình nghĩ rằng có người Việt Nam. Chứ còn nếu mà mình chỉ học bằng tiếng Việt này thôi á, thì khi mà đi ra ngoài mình làm cho người Úc á, thì tại vì khi mà đi làm á là phải làm cho người Úc, thì làm sao mình nói với người ta nếu mà cái tiếng Anh của mình chưa đủ, mà trong cái lớp đấy hầu như là không biết tiếng Anh, biết cũng chỉ ba dăm ba câu phải trái thôi, thì làm sao mà học được ra cái ngành này. Thế xong mà nó bảo chứ nếu mà chị muốn tôi giới thiệu chị sang cái lớp của người Tây, bảo ok. Thế nào hôm sau mình nghỉ luôn, mình tự mình đi mình nói chuyện với cái bà Tây ở lớp trong đó, mình chuyển lớp. Thì cái hôm đầu tiên mình đi interview á, mình đi gặp cái bà giáo người Tây á, thì mình nói chuyện rồi này kia các thứ. Thì báo ok, tao nghĩ mày được ấy, mày nói tiếng Anh tao hiểu, everything ok là được. Thế hôm sau nữa, à xong rồi bà lại cho mình một cái test là để kiểm tra cái văn của mình đấy. Thế xong rồi mình nộp cho bà ấy rồi. Xong rồi hôm sau tự nhiên bà ấy lại bảo mình là không không được. Thế mình bảo thế thì mày nói tao không được để cho tao gặp hiệu trưởng. Thế đến khi lên bà ấy bảo chứ tại vì cái học cái lớp này á là phải biết tiếng Anh rất là nhiều, tại vì mình còn phải ra tòa nữa. Thế nên giờ hỏi nó là thế tại sao cái lớp bên kia không có người biết tiếng Anh là bao nhiêu cả, mà tại sao chúng mày cho học rồi chúng mày cũng tốt nghiệp bằng mấy cái khóa này là như thế nào. Mình mới không thèm học nữa, mình mới rút cái đơn ra. Tại vì nếu mà mình không rút đơn ngay ấy, thì mình càng ngày mình càng nợ rất nhiều tiền. Thì mọi người mới hỏi mình là tại sao không học nữa. Mình bảo chứ tại vì nó không đủ tư cách để dạy mình. Cái thằng đó. Có ba que chưa các bạn? Ngồi đây kể một câu chuyện đi xem có ba que vào không, mình chửi tiếp. Lê Thị Ẩm Phương đi xa lúc này xinh nhỉ? Ồ, thỉnh thoảng cũng hơi xinh xinh. Thỉnh thoảng hơi xinh thôi chứ xinh gì nữa cái giờ này. Dè rồi chị ơi, thông cảm cho bọn nó chống cộng kiếm cơm, bây giờ dân Việt Nam ai cũng nghe bọn nó nữa đó. Thì đó, nói chung là đấy là mình nói ra để cho những cái người thật sự ra nhiều người ở bên này người ta vẫn vẫn cứ chống đối, rồi người ta vẫn cứ nghĩ rằng cái đất ở bên này là cái gì cũng hoàn hảo hết, các bạn hiểu không? Thì nên sao nó nói để cho những người chống cộng ở bên này biết là
cái tiền thuế mà chính phủ nó bỏ ra đấy ở đâu ra? Từ con các ông các bà, từ chính các người đi làm để đóng thuế bỏ ra để cho người ta đi học như thế, mà trong khi bọn đấy nó lừa đảo người ta rõ ràng như thế. Cuối cùng nó phỏng vấn đi ra đấy, rất là nhiều người, người ta gọi phone người ta phỏng vấn đi ra, thì một thời gian sau cái trường ấy đóng cửa luôn rồi. Đó, ở đây bên này nó không có đơn giản như mấy mấy người nghĩ đâu. Cao cả nhà đấy. Việt Nam ba que chết 44 năm rồi, giờ chỉ còn hai que thôi. Hai que đâu, giờ có thêm thêm một que nữa là bốn que, tại vì chống gậy á, không khổ quá. Xong rồi lên trên mạng nghe thấy nó kêu gọi biểu tình, mọi người đứng lên để chống chống lại lật đổ cộng sản, rồi là làm để được được tự do đi bầu. Bây giờ nên sao nói cho các bạn nghe tự do đi bầu. Ở Úc này cho hỏi mấy cái thằng chống cộng ở khắp nơi trên thế giới đấy, mà không phải chống ở, không phải ở Việt Nam á, cho hỏi đã đánh vần được đúng cái tên của những cái người mà làm trong cái chính quyền ở đó chưa, mà bày đặt sĩ diện dân tự do đi bầu. Mẹ ta, mình làm dân Úc đây mấy chục năm rồi, nhập quốc tịch rồi, mỗi lần đi đợi đi bầu nó phải gửi giấy về, nó bắt mình đi bầu, mình không đi bầu á nó phạt bỏ mỡ, biết chưa? Tự do đi bầu, tự do phải đi bầu, mà bầu á nhiều khi á đi ra còn không biết là gạch cái chỗ nào nữa cơ, chẳng biết thằng nào vắng thằng mẹ nào nữa, tại vì mình đâu có để ý chúng nó đâu, cái chuyện ấy không phải chuyện của mình, đúng không? Mình không phải đến cao siêu đến mức độ về phải phải nghĩ về chính trị ở cái đất này, không đến lượt mình, đúng không? Cái những cái người người ta có đầu óc người ta này kia các thứ nào, những cái bọn đấy nó làm sẵn rồi, đi bầu nó chỉ là một cái cớ thôi. Nói cho các bạn nghe, một năm mà nó đổi thay đổi thủ tướng ở bên này mấy lần, thế mấy lần đấy có phải là người dân bầu lên không? À, mấy cái thằng nó hỏi riêng những cái người sống ở Úc này đó, quốc hội nó làm chứ người dân nào, dân cái mạng cụ cái lũ bạc que ngu bỏ mẹ. Hello, đi ra đây xem nào. Mấy cái thằng 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 boy nhà mình á, nó nghe nghe hát bằng tiếng Việt Nam mới đau chứ. Nó nghe nhạc toàn mấy thằng nó phát thì nó toàn nghe tiếng Việt Nam rồi các bạn ạ, nghe nhạc trẻ ở Việt Nam á. Em hay nắm cái gì, em hay ủng hộ Lisa. Cảm ơn. Thì nói chung là mình nghe thế, mình ở nhà mình rảnh rỗi mình không làm gì, mình hay lên mình để ý chuyện chính trị Việt Nam, thì mình cũng thấy chúng nó nói những cái câu mình nghe mình ngứa tai quá, mình phản biện lại chúng nó. Chứ còn thật ra ở bên này đâu có mấy người người ta để ý chuyện chính trị đâu, đúng không? Đồng Phan, Đồng Phan là đồng chí nào ấy? Chào chị. Mà chào ủa, đẹp trai, cây Vũ hả? chào đẹp trai, em ở đâu đây? Em này em ở Kiên Giang chị. Kiên Giang, Kiên Kiên Giang là Giang. ở trong trong Nam à? Chị không biết đâu, chị không biết về địa lý. Em ở giáp Campuchia chị. Ở biên giới Ở giáp Campuchia. Campuchia.
À, đúng rồi. Chị dốt về địa lý Bên lắm, em. chị không biết chỗ nào, chỉ biết Nam Bắc, Hải Phòng, miền Nam rồi mấy cái thành phố ấy. Chứ vào Cái này em làm dưới đây, quê em ở trên An Giang á. rồi, em làm gì Quê em? An Giang. Em lấy ghe. À, Em đi lấy ghe nè, ghe. Ghe cá đó. nè, ghe. Ớt á chị. Đó. Sông nước Sông nước nè. ở đấy là thời tiết nóng lạnh sao em? Ở đây nó miền Nam nó không phải như miền Bắc chơi. Ừ, Có hai cái chữ mùa. ở phía miền Nam, ok. Mấy tỉnh này nó chỉ có mùa mưa với mùa nước lũ à. Chỉ có coi thường thường lên nước lũ đó, dùng một đồng nguồn không? Ở Việt Nam thì chỉ nhớ ngày xưa đấy hay bão bão to nè, hay đi ra cột nhà mới lại buộc nhà buộc gì để cho nó đỡ bị bão nó thổi bay đi đấy. Ở đây thì bão nó cũng ít, bão nó gió nhỏ, phải như miền Trung bão dữ đâu, ở đây chỉ bão nó trung bình nhỏ nhỏ mà chỉ có nước lũ, tháng nước lũ chứ mình đây sống gần ruộng lúa. Ở trong Nam thì đỡ tốn tiền mua quần áo Rồi. Trời, tháng này đâu có lạnh đâu. Nay nay tháng này nay nay đâu lạnh đâu. nhiều khi đàn ông ấy cứ trần trùng trục sexy dễ sợ luôn, chả cần mặc áo quần đúng không? Còn ở ngoài miền Bắc ấy thì nó tốn tiền mua quần áo lắm. Hồi nãy em điện xin đi lên đó, em đâu có quần áo đâu. Xin lên 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 chạy vô quần áo. Thì đó, Việt Nam hay sexy lắm, đàn ông sexy lắm. Cái nực cái gì nực chị sao nổi nực. Ở Nãy bên em này, nực ở Việt Nam nóng nhưng mà nó có cái độ ẩm cho nên là nó không có bị cái bệnh ung thư da như ở bên Úc này này, như những cái nơi mà khí hậu nó khô đấy, người ta phải dùng kem chống nắng. Nếu mà không ấy sẽ bị rất là nhiều người bị ung thư da đó, ở bên Úc này này ung thư ngày nắng da đâu nhiều có nhiêu, 39 độ rồi, 40 độ là dữ lắm rồi, chứ thường thường chung ba mấy độ à. lắm. Nhưng mà nóng như thế nào thì nóng thì chị vẫn thấy nó có cái độ ẩm đúng không, nó có mồ hôi mồ kê nó toát ra rồi á, có cái độ ẩm khi mà ra ngoài đường nó có cái độ ẩm nó nhễ nhãi chứ nó không như ở bên này nó khô. Nó khô quá thì nó không tốt cho cơ thể. Ở bên Nam mình đó là nó dùng nhiệt đới chứ không phải như dùng của bệnh. Mình dùng nhiệt đới Cho nên cát cây cối cây gì cũng tốt hết. mà cho bỏ bỏ vô đây cho em xin nói vài câu thôi rồi mình xuống cho người ta cát lên. Em nói đi, em nói đi. Tự nhiên. Em cũng thấy cô, em cũng theo chương trình mà thấy mấy ông Minh kia thấy cái gì sao mày sống như vậy, mấy ông không chịu sống đâu, để sống chế độ như vậy không chịu sống, ông đòi trở lại như cái ông già bà già em trước á, thì ông đâu bo. Quê này là lúa mà được nhiều lắm, ngày hồi đó mà chỉ có lúa mùa thôi à, mà ăn bo bo nghe chưa, chắc chị biết bo bo không? Bo là cái hạt hạt gì nhỉ? Hạt, bên Trung Quốc kêu là lương á, mà Việt Nam kêu bo, quán kêu cao lương, người Trung Quốc nó Có kêu phải cao là lương. cái hạt trắng trắng không? Chị chưa bao giờ chị ăn cái đấy, nhưng mà Em chưa có ăn mà em thấy thôi. cái hạt đấy là người Trung Quốc người ta hay nấu nấu canh đúng không? Nấu rượu làm rượu á, làm rượu á, Bo à bo có phải cái nó như cái bắp đó chị, không? em chỉ biết thôi chứ tôi đâu có ăn đâu, mà mấy Thì ông mấy người cho bỏ đi, anh kể em cho chị nghe. Ba em á thì đi lính nha, hai bác em đi lính, ông chỉ đồn dù ông bên cảnh cảnh sát quân cảnh đó chị, mấy ông về thôi cũng gì đâu, mà ông bác em này đồ thiếu quý á chứ không có vừa đâu, còn ba em thì ba em không có đi, hai ông anh làm lớn lắm mà ông em không có đi, rồi biết cục bắt con vịt ổng chặt tay bỏ luôn, chặt hai con này Tại sao lại chặt? nè, không chịu đi lính, Cái không thời chịu đi lính thời Việt Nam Cộng Hòa hả? rồi thời gian cũng qua.
ông bắn cái giò, ông bắn cái giò ông xong rồi cũng vẫn còn đi, sao ông chặt cái tay luôn khỏi đi. Còn hai ông anh ổng, hai ông anh ổng bên cái đường dù, ông thiếu quý trường dù, ông thiếu trung quý cảnh sát Nga, cảnh quân cảnh, quân sĩ thiếu quý quân cảnh, trung quý quân cảnh, mà ông dạy Ngô Bình nó dạy cũng bình thường thôi, nó có gì đâu. Chị cũng Ông dạy nghe em là thấy, không chịu đi thôi. chị cũng Dạ. nghe thấy một trường hợp tự bắn vào chân để giải ngũ rồi này kia, mấy cái đó chị cũng nghe qua. Ba em bắn với mất cá giò, bắn bắn bắt cá giò nằm trong quân trường 3 tháng già già rồi, đâu ổng đi được mấy tháng nữa đó, là chưa có chưa đi, chỉ học trong quân trường đó nghe. Ông giặt hai ngón tay rồi xử lý ông ở già, xử lý ông Bình, toàn Bình đó loạn thải đó, năm ở Khánh Vĩ Hòa chạy đến nhà ca sĩ Minh Dương, không Không, không biết. ca sĩ Minh Hồ Minh Dương. Dương á, chị biết không, Không. ăn ăn đóng tại giờ cái lương hồ quản cái lương này nọ đó, ở tù với ba chung ba em á, mới tù năm vậy chị, tôi có gì đâu mà sống em, nói chung mà mình sống á cứ bàn lại đâu cũng vậy thôi, mày đi nước ngoài thì nó nhiều tiền hơn, mình không phân biệt được nước ngoài, mình có việc mình ở cái này Việt Nam mình sống lương mình chừng bằng, nói chung hai chồng bằng lương được 5-6 triệu thôi, Thế nói 6 chung triệu là hai là chồng. nói tóm Ừ. lại là giống như là em cũng có gia đình đi, giống như không muốn đi làm lính cho Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tự cắt tay rồi tự bắn vào Cái ông chân già em, để giải ngũ. ông già em, còn Đó. ngày hai ông anh đi lính bên ông siêu quân dụ thiếu quý, ông bên cảnh sát quân cảnh trung quý, hồi đó là thiếu quý trung quý, là về xứ An Giang là quý đó, về xứ nhà huyện nhà là quý đó, không dám ho đó, không ai dám ho đó, mà ổng tại vì ông anh ông ba em thì nó ổng đi hồi đó ông ở Cần Thơ rồi, ổng mặn á, nó bắt ông quân dịch đủ tuổi, bắt ông quân dịch đâu, hai ông anh đâu có hay, hai ông anh đâu có hay đâu, rồi chặt ông đi học mất bắt ba ông tháng ông dư chặt tay mới tù luôn á, rồi ngày kia ông anh nói tù nữa chứ không cũng 2-3 năm. Chị cứ nghe thấy nói là bo 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 thì mình chưa biết là bo bo là cái gì, có vẻ hạn mạch Chị không biết cây hay bắp không? là cái hả, Em nhớ thấy chị ấy nè. Chị biết cây như cây bắp không? trái Cây bắp mình á. bắp á, cái Cây ngô bắp, cây ở bắp. lúc Bắp ngô á. Nó cái cờ nó là mình cái ba cái bắp mình ra trái phải không? Bo bo không có trái, không có cái cờ, cái bự bắp mình nó bông vậy đó. Mà lấy cái hột, tuốt cái hột cái nấu ăn. Mà em thì chưa có ăn đó. chị cũng sống Còn trong mình cái lợi cái thời, hột. chị cũng 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 qua cái thời bao cấp, nhưng mà nói chung là cái thời đó thì gia đình chị này cũng ok, cũng khá giả, cũng không phải là giàu có lắm, nhưng mà đại khái là bố mẹ đều buôn bán, rồi bố bố thì cũng chạy đông chạy tây cũng buôn bán, cho nên cái thời đấy chị cũng không có đến nỗi khổ. Thì nói chung là cho nên mình không biết được là bo bo là cái gì, mà mình chỉ Còn nhìn thấy con em gửi lời mấy ông trên gì mấy nước Úc, nước Mỹ, nước Pháp gì kể, mà ông đi ông nói Việt Nam giờ nghèo lắm chị. thì mình cứ nhận là nghèo đi, mình nghèo nhưng mà mình vui là được rồi, đâu sao đâu, đúng không? Cho các ông ấy giàu có đi, nhưng mà các bạn thử nghĩ xem, một cái người nghèo mà người ta Ông cho em nói ở Việt Nam này giờ nó nghèo lắm, nhà nào cũng iPhone, iPhone mình chậm cỡ như 4 triệu mấy 5 triệu nó mới dùng xài, đúng rồi, chị nói cho em em nghe, về nói chung em em vậy đây nghèo không có mấy cái mà chúng iPhone nó chưa. nói người Việt Nam nghèo, mà người Việt Nam cứ lên đây live stream với chúng nó suốt ngày thì đâu có phải là nghèo đâu. Ở Đi bên ra này tiếng mà nghèo á là cái phone cũng không có mà dùng cơ nhá chứ còn nó người Việt Nam mà cứ là cho nói ông cái người Việt iPhone, Nam nghèo mà người nào cũng cầm cái phone live cái stream iPhone suốt ngày đúng rồi. thì cái đó cũng đủ chứng minh là người ta nghèo hay giàu rồi, đúng không?
Ở bên này mua một cái phone là phải mua trả góp em, trả góp Anh hàng tháng chứ không phải là có tiền mặt để mà điểm xem để nào. phải đi đâu. Mấy ông ăn wifi có iPhone 7 cái mấy trăm đô à, mà bên Mỹ mấy trăm đô, còn Việt Nam thì thôi iPhone nó xài nó lừ như là như đồ chơi á. Chị ra đi ra, ra đường một cái hả, iPhone không từ bốn, nói chung thì theo loại Samsung, Apple, iPhone kia thường thường nó xài Apple nhiều với iPhone Samsung nhiều, từ 5 Hạt triệu 6 triệu thôi. bo bo là hạt mạch, hạt mạch chị, Nó để mạch chị nói em cứ nói đi, chị đi ra chị lấy cái này cho, có phải cái này gọi là bo bo không? ngộ bên nước Mỹ nghèo thấy mẹ bây giờ sung sướng mạng vô hai chồng tháng 6 triệu, chồng 5 triệu lên vợ năm, chồng 6 triệu, 5 triệu, 11 triệu, ăn xài sao cũng dư 5 triệu, năm mấy chục triệu. Đừng đừng phân đừng so Việt Nam với nước ngoài giùm tôi cái gạo đây ký có hai có 5 ngàn 10 ngàn không nổi luôn, gạo ký 10 ngàn, cá ăn ký cũng có mấy chục ngàn nè. Mấy ông giờ Việt Nam ngộ nó có nuôi chịu ăn đồ ăn, đồ ăn cá đồng không à, cá thiên nhiên không à, phương Bắc chơi 5 giờ ký cá với kiếm ông ăn lòi hết ngày vậy. Chứ hai đứa con nha, bằng cấp mà buôn gia tập bao bắt xế nhiều, còn nó vụ gửi tiền về không gửi tiền thì nhà gia đình nó chết đói có ai mà nuôi, đơn giản thôi, gửi về nhiều thì nó thì không không có có tìm dư thấy, ít. không có tìm thấy, hình như là hết rồi sao? Nghèo nhưng thoải mái, tự do ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, đúng rồi. Còn ở bên này giàu á các bạn, giàu nhưng mà để cái con gà lên, để thịt bò lên, để có everything, có tất cả để mình ăn nhưng mà không dám ăn, muốn ăn nhưng mà không dám ăn đó, thì cái đó giàu, giàu nó như thế đấy các bạn. Tại vì ăn mà sẽ bị bệnh nhiều, tại vì ở bên này á rất là bị nhiều người bị bệnh tiểu đường này, bị bệnh máu cao, mỡ cao trong máu này, áp huyết cao này, cái đấy là rất là nhiều đó, cho nên là có đồ ăn để trước mặt đấy nhưng mà không dám ăn nhiều, không dám ăn. Không như Việt Nam mình đi ra ngoài đường là mình cứ tơn tơn tơn, mình đi bộ, mình đi ra chỗ nào đi ra chỗ nào, hoặc là mình phải cuộc sống mình vất vả để mình kiếm sống, nhưng mà cái đó nó bù lại là mình có một cái sức khỏe, đúng không? Thì Đó. nhà, em này để mặn gì đi khá mặn mấy rửa đâu đi ghe ở ghe không mặn, còn mấy những người tao làm cho ghe em thì sáng đi mặn chiều dân nhậu bình thường, rồi chạy chạy xe té lên nó xuống mất cạn rồi mấy ông về về nhà nữa. Nếu mà cái hạt bo bo mà là cái hạt hạt gì nhỉ, mình quên mất rồi, hạt mạch cũng mình không biết hạt mạch là hạt gì đâu. Hạt bo Có bo đó có mà phải nó màu trắng không, nó trắng và nó to hơn hạt gạo, nó tròn tròn đúng không? còn đúng rồi, nó tròn tròn chị, Cái nó lên nó đấy nhỏ nhỏ được, nó nhỏ đủ đủ ăn mình chút. mà người ta dùng, người ta nấu chè phải không? Làm gì có nấu chè, nấu chè nó đâm trâu quá, Không nấu phải, nó lên chắc có cả ngày đấy trời luôn đó. đó. Có cả nấu chè nữa, mà người Trung Quốc người ta hay nấu canh, hay dùng cái hạt đấy để nấu canh, mà cái hạt đấy rất là mát. Nếu mà đúng cái đấy thì mà mình nấu là nấu phải rất là lâu thì nó mới chín được. Để em gửi cho chị nghe, mấy ông nghe mấy ông cậu nói mấy cái này mấy ông cậu có ăn nghe không, có nói nha, chứ mẹ em nói ăn xong là 3 ngày sau cũng vẫn đi, đi cậu cũng vẫn là nó, là vẫn là nó à, Đúng rồi, nấu rồi đó, nó không nấu tiêu được. rồi Nhưng mà cái à, thì đấy em mới đi nếu mà ăn đi ba đi, đi cậu ba tao vẫn cũng là nó, à thế sao cũng không biết bo bo là cái gì, nhưng mà nếu mà đúng là cái hạt đấy thì là cái đấy là người người Trung Quốc người ta hay nấu canh, hay để nấu canh mà nấu một ít thôi,
Cái hạt đấy ăn rất là mát nhưng mà phải biết cách nấu. Nếu mà đúng nó là cái hạt đó. Nhưng mà hồi ấy, chị ở trong ngoài Bắc á thì cũng sống qua cái cảnh giống như là bao cấp. Ở trong miền Nam gọi là bao cấp đúng không? Ở đó về là bao cấp không chứ? Em sinh viên Bao mới sau này. bao cấp có Em nghĩa là trợ cấp đúng không? Trợ cấp được. bao là bao mà. Bao là bao mà đúng không? Mà mình Biết chỉ nhớ là đâu cái thời thời đấy thì kể cả người đi làm hay là không đi làm mỗi người cũng được hình như 10 cân gạo một tháng. Đúng không? ông không 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 cái thời bao cấp đó là trong trong Nam, trong xứ em, ông cậu em nói là không phải như vậy. Có À như đất nào? đó, lấy lại À. đất này không có vậy. Mỗi một người dân khẩu nhà lấy được một công thôi, Một một ngàn cân mét gạo vuông đó. không phải mày cái bờ đất đai mình đó, đất ruộng á, đất Ồ, ruộng á, đất chị đang nói gạo á, à, thời bao cấp đai. á, gạo á, là người dân người đi làm hay là không đi làm cũng được 10, 10, 10 cân một người hay sao ấy, một tháng. Ơi, chế độ đó người Bắc, còn chế độ trong Nam, trong này là mấy cậu nó kể khác. Chế độ nó có đúng rồi, người Bắc á, Rồi còn chế độ trong đó, này là nó khác, mỗi người được bằng 10, 10 cân một tháng nhưng mà hồi đó nhà chị là không có ăn gạo sổ mà cái thời đó gọi là gạo sổ, mỗi người có một cái sổ gạo thì có bao nhiêu nhân khẩu ấy thì được bao nhiêu cân, xong mỗi một tháng đi đong gạo thì thường là đong cái gạo sổ đó về chỉ để đổi bún này hay là bán đi đổi gạo quê để ăn thôi. Đó, đó là cái thời năm năm bảy bảy mấy, sau năm 75 á là Lê Sà đi sơ tán về thành phố rồi thì là Lê Sà nhớ cái thời gian đấy mình nhớ được rõ nhất. Thế xong rồi từ từ nó cắt là cắt, bắt đầu là cắt bố mẹ trước không được ăn gạo nữa, xong rồi đến cắt trẻ con không được, xong chỉ còn ông già thôi tại vì nhà Lê Sà có ông ngoại. Thì về sau nữa thì người ta thấy là nếu mà gia đình mà có người đi nước ngoài ấy, thì hình như là cắt luôn. Đại khái là vậy. Thì cái thời đấy là cho không hết tất trong cả nhân dân được ăn trợ cấp làm gì nữa. Không biết thời bao cấp Ly Sà còn ở Việt Nam không mà giải thích đúng thế. Thời bao cấp Ly Sà hãy còn bé mà. quay thì tôi Thời đó anh em có nhớ là quá mới có mười mấy tuổi, 10, 11, 12 tuổi thôi. Xong rồi cắt hết rồi, cắt sạch sành xanh rồi vài rồi. năm, cái năm về, năm về, bảy mấy, tám tám gì đó, tám mấy, cái thời mà đánh nhau với Trung Quốc ấy, 79, 80 gì đó, bắt đầu mới lổ dầm lên là đi vượt biên á, tại vì Việt Nam mới đuổi người Trung Quốc về nước. Thì người Trung Quốc người ta đi lên thuyền người ta về nước nhưng mà người ta không có về nước mà người ta đi thẳng sang Hồng Kông rồi đi sang đi vào làm tị nạn đi sang nước thứ ba, xong rồi họ mới gửi hàng. Hồi đó không được gửi tiền mà chỉ có gửi hàng về Việt Nam thôi, như là quần áo cũ rồi đại khái là những cái đồ dùng ở nước ngoài người ta gửi về. Thì những cái gia đình đó người ta bán đồ Nhớ đạc cho mọi người thì bắt đầu người này nhìn người kia bắt đầu ham, bắt đầu mới đua nhau đi vượt biên. Đại khái là như vậy. Đó là cái cách lý do tại sao đi vượt biên, mình đi vượt biên với tư cách là chả biết cái chuyện gì cả, đi là đi thôi. Chưa ông mười mấy tuổi cái biết mẹ gì về chính trị. em nói chuyện nghe gì. Bao cấp đem phiếu ghi danh cho dân thành phố và công nhân viên chức nông dân nông thôn không có mà, thì chắc là nông dân tự cày cấy được thì chắc người ta không cho đúng không? Thì cái đấy nên rằng thì Lý rằng nghĩ từ cái chữ bao, bao có nghĩa là cho đúng không, giống như là mình đi mình người miền Nam gọi là bao, tao bao mày ăn cái này cái kia có nghĩa là cho đúng không, cấp có nghĩa là cấp dưỡng. Thế nên rằng nghĩ rằng nếu mà
Bao cấp thì có nghĩa là cũng là trợ cấp như ở bên này người ta gọi thôi, gọi là bao cấp. Em hạnh phúc Trần. Hay là có khi em đừng xoay, sáng em xoay em không lên được, rồi bây giờ em đừng xoay em nó không lên được. Cho Nguyễn Nhàn ra Tết ở Đắk Minh có hội quả họ đang tới đó. Không được, em đừng có xoay xem nào. Hay là vừa rồi em chưa xoay thì bây giờ em xoay lại xem. Tại sao thế nhỉ? Em chia sẻ cho bọn ba que nó vào đi. Đúng nhà Đắk Minh. Đắk Minh ở đâu cái đồng chí? Trời. Tại sao để chị đang áp. Cũng không được em ơi. Chị tự áp em vào em được. Cũng không được. Lý do có gì á. Không, người ta lên được, em không lên được nhỉ. Cộng sản Châu dân Hải Phòng xinh quá. Cảm ơn, thank you. Lâu lâu cho người ta xinh quá. Nhiều khi xa kể cho các bạn nghe, có hôm thì giờ mới mở mắt, vừa mới xuống giường đi ra thấy thằng con đang mở tủ lạnh, nó đang đứng ở cái tủ lạnh nó mở nó lấy đồ ăn. Mình mới tại đi ra mới thằng con lớn hay nói chuyện nhỏ, đi ra mới hỏi nó chứ con ơi con nhìn thấy ma bao giờ chưa. Nó cũng chẳng thèm nhìn mình, nó trả lời nhanh lắm, trả lời á gọi là vừa mới hỏi xong cái nó trả lời luôn, nhìn thấy rồi xong rồi mình á. Hả? Vậy hả? Con nhìn thấy ở đâu? Ở sáng nào? Cả nhà có dỗ. Không được nhỉ? Em thử đi ra em vào lại xem mà. Hình như 5-6 giờ gì vậy. Đó, các bạn có hiểu thằng con đi xả nó nói gì không? Mình vừa mới mình hỏi nó cái nó nói luôn. Sao không được các em ơi. Anh Công Lý lên chia sẻ đi. Công lý rồi không được sắp kỳ cục nhỉ. Em xem là em xóa hết những cái trang, có khi cái phone của em đầy quá em xóa hết những cái trang em đã lên rồi đấy, xong bắt đầu em vào lại. Hát của chị nó kỳ thị cái phone của em. Cái này không được, phải biểu tình mới được. Họ đang kể chuyện vui xong rồi mình hỏi nó trả lời nó không có ngập ngừng gì cả, nó giống như nó để sẵn ở trong đầu nó rồi ấy. Mình hỏi nó gặp ma chưa, nó bảo gặp rồi, gặp ở đâu, sáng nào mà không gặp. Bạn nghĩ xem nó nói là cứ gây cái ý gì không. Khởi động lại, xóa bớt rác đi, đúng rồi. Có nghĩa là sáng nào ấy, đầu óc mình cũng bù xù, mình đi ra thì nhìn như là con ma ấy, thì cho nên nó hay chọc mình mà. Nên nó nói nó quay ra nó bảo sáng nào mà không nhìn thấy,
cười chết luôn, cái thằng ấy nó nói nhiều câu buồn cười lắm. Có cái đồng chí nào nữa, nô an sở nhá, cái gì tung tung cái gì đấy, trung vũ, sao sao cái em nào vừa lên được nhỉ, anh công lý lên chia sẻ đi, trung vũ sao không áp được nhỉ, cái này nó kỳ thị nhiều người thế, hay là Samsung nó mới cho lên, iPhone nó không cho lên. Cái này hiệu Samsung. Em chào chị, chào em. Peter Nguyễn. Peter. Chào cả nhà, chào các bạn. Xong rồi Lisa xả kể cho các bạn nghe một chuyện nữa. Nói về cái đảo. Các bạn có biết cái đảo cái đảo Mút Sờ Lầm không? Đảo Muslim, Muslim, đọc là đảo Muslim, cái thằng con của mình á, nó mới có một cái thằng đấy, nó theo cái đạo đó, mà nó, mình phải công nhận là sao mà người ta sùng bái cái đạo đấy thế, cái thằng này nó là thanh niên, nó mới hài ngoài 20 tuổi thôi, nhưng mà nó đến nhà mình chơi á, là mình, nó mình có cái phòng trống ở đằng sau ấy, thì nó bảo mẹ thằng bạn con nó đang cầu nguyện ấy, thì để cho nó cầu nguyện ở dưới đây nhá, nó cứ vài tiếng nó lại phải chui vào cái phòng ấy, nó ngồi nó cầu nguyện, không không biết có phải cái thằng đấy không, nhưng mà đại khái là có một cái thằng nó như thế, nó chuyên môn nó cầu nguyện như thế, thì cái thời gian đấy là nó khoảng 20 10 20 tuổi, ngoài 20 gì đó. Thế có hôm Lisa đến nhà thằng con chơi, thì cái thằng đó nó cũng ở đấy, thì mình mới làm cái buổi nó làm tiệc, thì mình đến đây ăn, thì đến kia nó kêu mình làm gà, cánh gà, thế mình mới mà làm cánh gà mình mang đến, thì mình nó để trên bàn này, thì mình mới đổ cánh gà vào đó, thì chúng nó hét ầm lên, chúng nó cười, xong mình mới ngạc nhiên quá, mình bảo tại sao chúng mày cười, nó bảo chứ chưa kịp nói với mẹ là tại vì cái thằng này nó không ăn gà, không biết thịt heo hay thịt gà gì đó, nên sao quên mất, đại khái là có một cái loại thịt gì đó nó không ăn, thế thì thịt bò hay thịt heo hay thịt gà gì, đại khái là mình cũng không có quan trọng cho nên mình không để ý lắm. Thì đồng phạm thì nó trong cái số thịt đó, các bạn có biết đạo mút sờ lầm không, không ăn thịt gì không, thì mình mới buồn cười, mình nghĩ xong mình mới ra mình hỏi nó, mình mới hỏi nó để cho chị kể cái câu chuyện này cho các bạn nghe, thì Lisa mới hỏi nó là ủa vậy thế cho cô hỏi cháu một câu, ví dụ như cháu có một đứa bạn gái mà nó ăn cái thịt đó thì cháu có động vào người nó không? Thì cả cái lũ chúng nó, cả cái bọn con của Lisa đây mới này, cái thằng mấy cái đứa bạn của nó cười ầm lên, xong cái thằng ấy nó mới bảo chứ hồ mày cô hỏi cái câu đây khó trả lời quá. Để cháu suy nghĩ đó, cháu chưa trả lời được cô. Tại vì nên sao mới hỏi Hồi nó nãy cái câu đó mà chúng nó cười tôi ầm bên lên. kia nãy đang đang nói chuyện vậy, bị ông chú không điện á, điện áp gọi nói chuyện được, thôi Thì mình cho em luôn nữa. Ơi đây đang đang tính nói vô chạy kiện địa chính, như thấy mấy ổng nó dân chủ, mà mấy ổng dân chủ, ta cái dân chủ tự do, mấy ổng tự do thì tự do, giờ ta lỡ nước nước nào ta quyền quyền, ta bận cái áo của người ta là tự do. Mình nếu mà tự do đó là mình đừng để đặt trên thế mình của người ta, anh là tự do, anh là treo lá cờ gì đó quyền của anh, đất nước đó không cấm anh treo lá cờ đó, tôi là người Việt, tôi là người tôi thích lá cờ nào tôi điền, tôi treo lá cờ đó trên mình,
tôi không có tới nhà, tôi treo lá cờ nè của anh không thích, mà tôi ở tới nhà cái lá cờ mặt đường á, trên đất đai với cờ đường đó, đất của nhà nước, của chính quyền hết tất cả, mà bên Việt Nam nó kêu chính quyền nó dễ hơn, tại em không biết quên nó kêu bằng cái gì. Và đi ngoài đường là tôi quyền, ta là quyền tự do công dân, ta treo sao ta treo, mà trong theo tên như qua nước ngoài anh treo lá cờ của anh là thế giới nó công nhận, đây người ta treo lá cờ lên là có thế giới công nhận cả thế giới luôn, chứ không phải cả một thế giới, bao nhiêu nước trên thế giới này là được công nhận cái lá cờ đó, là tại sao anh cấm? Anh nói là nói là cộng sản cộng gì tôi không quan trọng nữa, cái đó là chuyện đó quan tâm tới đây, cái là tự anh nói gì anh đâu có tự do đâu, không cái này mình gửi cho mấy ông chú ở bên gì nước Australia với Mỹ, Canada, Pháp gì đó, gửi mấy ông đi cho nó muốn biết, mấy ông đấu tranh thì đấu tranh giờ đó dân khổ quá, mình là mình về mình đừng có chống phá gì như cái đợt đâu muốn đợt kia gì đó chống phá rồi đập này đập nọ nọ mà đập không, nhà nước dân Việt Nam thường như Trung Quốc thấy mụ nổi luôn, thường trong Đài Loan ông này chống Trung Quốc, ai ngại quốc kỳ Đài Loan, vô người dân Đài Loan em cả nghe đập á, đập Đài Loan xong rồi chúng đập Hàn Quốc, phá công ty người ta, công ty Bon Trang ở hồi đó em biết công ty Bon Trang ở thành phố á là đâu phải của Trung Quốc đâu, của Đài Loan, Đài Loan nó dân chủ à, có Đài Loan thôi đập Đài Loan cũng không nói Đài Loan, cái chữ nó giết giống Trung Quốc thì mình cũng được, cũng tạm tạm ok mấy ông đi, mà xuống chữ Hàn Quốc đó, công ty Hàn Quốc người ta đập luôn công ty Hàn Quốc, người ta Hàn Quốc là chữ khác, là chắc chữ khác luôn, đập luôn công ty Hàn Quốc phá hết trơn người ta, rồi người ta đợt đó nó ngừng lại, nó nghỉ mấy ngàn công nhân, đuổi mấy ngàn công nhân, nó không gửi tiền cho nuôi mấy ngàn công nhân đó đi, phải nhận ra nhà nước ra thường nữa, ra thường cái đợt đập thường cái tính đợt bị hai chặng ngu xa với biển đảo này, thì nước thường cũng đủ đủ đủ, đủ mệt á, anh kéo vô tình thì anh kéo lại ra, anh nói cái cửa nên là làng lại sứ quán đó, sứ quán Trung Quốc nó lại là làng đi, không mà có ngộ nó kéo vô tình nó lên coi trên live, kéo vô tình nó cái là đi kéo lá cờ Mỹ vô, kéo vô tình nó Việt Nam, là tôi hỏi ông Mỹ giải quyết được hay là Việt Nam giải quyết được, thằng Mỹ nó sợ Trung Quốc nó ớn, Mỹ nó ớn Trung Quốc muốn chết đi lại giải quyết chuyện đó, đất nước mấy ông nó chết mấy ông có quan nó quan tâm tới mấy ông đâu, thằng đụng đất nước nó mới nói chuyện, nó nói chuyện còn cái tự do mày tự do người ta lại tự do cái ông nó buông, ông nói tự do dân chủ, mà tôi lại thấy lên lại bằng cái áo cái lá cờ của người ta lại là ăn kiếm chuyện à, mấy ổng đi mấy ổng bận nó cờ bên Mỹ nó còn trừ đích nữa, như cái anh coi trên live vậy nè, bữa đó đọc cái vụ mà thằng kia nó cho ăn ở nhà ở đậu mà còn làm cha nữa, không cái câu đó nó nặng ra cho ăn nhà ở đậu mà làm cha nữa, không cái câu bên Mỹ gì, ông gì bấm trên live của ông ấy gì tao bấm like lại tôi nói cho ăn nhà ở đậu còn làm cha, cái này nó mệt đó, em thấy cái này nó nhục với nó, cho ăn nhà ở đậu còn là tôi còn nói cho ăn nhà ở đậu, Đúng rồi. em bên đây em đi tới sáng rồi qua công an mà hỏi em đâu, nó xe nè xe mình quê thì con mình nó quá như nước ngoài, xe cổ nhà cửa chắc làng không, nhà quê ở đây chắc làng chưa, nhà chắc làng à, nhà chắc làng nè à. Em làm nghề đánh cá hả? Ông em đi thuyền trong nội địa mình, Ồ, có nghĩa chạy chạy là ghe chở khách đi lung tung á hả? Hay ông là này mình làm chở chở khách. hàng Ok. chở hàng Ừ. chở Thì mình chở dẫn ừ. xi Chị măng này thì nọ, xi măng cách chị không biết là tại vì hồi ở Việt Nam chị chỉ biết là người làm thuyền đó là đi đánh bắt cá thôi. Chị không biết đúng rồi, ở làm gì ở nữa. vùng ngoài á là nó không có sông ngòi như vùng miền Tây, Ừ. miền Tây nó sông lắm, mình đi này như mình chở xi măng vật liệu cắt đá cắt xi măng để cắt nhà mình xây nhà tường đó chị, Ừ. Ok các còn bạn xe ra gọi gọi ba que vào đây để dạy cho chúng nó nghe chứ tình hình này chúng nó cứ kêu người dân biểu tình thôi là không được đâu nhá. nhục lắm, Ừ. dân chủ gì mà uống đi ra đường không được, không có này ngộ ngay dân chủ muốn vụ ra đường không được là cái dân chủ gì, còn đây nó uống vụ vô đi công an
nghỉ nữa, đi ra đường phải đang nghỉ vô vô ngủ giùm con không ơi. Ở đây nó uống rượu ngoài đường đi đó, công an phải năn nỉ à, lại năn nỉ đàng hoàng đó, nó còn còn năn nỉ khơ là nó chơi lượt chơi ngược là công an á, nó Ở cặn bên xuống này á. đó có một ông đi 70 80 mấy tuổi rồi, đi qua đường, đi bộ qua đường nhưng mà hình như là vượt đèn đỏ. Tại vì ở đây á, là đi qua đường nó có đèn xanh đèn đỏ nữa, đi bộ qua đường đấy. Thì bố ông già mà, ông đi ông vượt đèn đỏ, thế là cảnh sát ra nói ông ấy như nào á, đại khái là ông ấy giơ tay ra ông đẩy hay là như nào đại khái vậy, bị cảnh sát nó đánh cho hộc máu mồm ra đó. Cái tự do Không ở đây là như vậy. Còn đi lật chị ơi, những người đi bộ ở đây mà vừa đi vừa cầm điện thoại nói chuyện đi qua đường là bị phạt nhá các bạn đó. vậy là dân Cái gì nó cũng phạt, nó không không có dân gì cơn đây, còn đây đâu 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 có xịt đây, đây phải xe gắn máy vậy, đâu điện thoại đâu cần xuống xe đâu, bỏ luôn nó nghe điện thoại luôn, nó lát nó chơi lát luôn, trên hình đẩy gì nó chạy luôn à, lên like luôn á, đẩy gì luôn nó chạy à, người ta chạy à, người ta đẩy gì đó mà công an gặp là nó thằng có thằng có người phạt người không, lực mình sai à, nó ít có phạt nó chơi lỡ nó nhắc nhở mà nó kêu lại thì nó gặp thôi, tùy theo mặt nha, cái nào cũng phải tùy theo mặt, mặt thấy mà nó dữ quá thì nó hỏi nó xét cái tờ trước từ từ nó mới phạt sao, còn thấy mà kiểu khờ thì nó kêu la nhắc nhở thôi, sao còn sao nói chung sao sao còn lại nói không chặt bệnh nhỉ? vọng gì nghe mà nghe tự do mà uống À, rượu ra đường không được cái à, cho chị nói. Hạnh phúc trần ơi, em không có camera, vừa nãy em có mà. tự do cái gì mà tự do, ông ở bệnh ông thấy dừng ăn sướng muốn chết luôn, bọn ông theo cái theo đồng lương cái ông theo đồng lương ông sao ông theo đồng lương ba xưa cái nước 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 Nam Phi bên đó châu Phi bên đó đồng lương nó phải phá bì với Việt Nam đi, ngự mặn được nguyên một năm tháng lương chưa được 200 đô gì, cái năm chưa được năm được 500 đô nữa, phân bì lửa cái nước tạng lửa cái nước trên mây cho nó mới cái một cánh rồi bay rồi Hạnh cái phúc trần em không có camera nhá. ông chị đi đi xa Đấy chị nhìn thấy em có mà sao bây giờ không có. Em ơi em chỉ thử thử cho hạnh phúc trần lên lần nữa xem nó được không nhá. em nói một câu nữa em đi em xuống à, để em nói ông nói cái nào cho chị nghe coi, mới đồ đẻ và đồ đứt bay biết đi là sao được, phải học bò từ từ, nó ông mới đó người Việt Nam mới đẻ ra nhiều đó, nó ông đòi theo cái nước nước mà trên trời cái đó mà đi theo lên trên đó đi theo gì được không, hỏi ông đẻ ra dòng biết đi chưa, cũng phải tập bò tập trường mà bò mới mới đứng dậy đi được chứ đâu mà mới đẻ ra cái đầu đứng dậy đi luôn chứ, thôi xuống chưa à, sao trời có quỷ luôn đi tắt luôn xuống luôn. Xuống được không? Lên xuống được ạ. Hạnh phúc trần thử bấm nha. Các bạn nào muốn lên thì bấm nhé. Tại vì tại sao không hiểu tại sao hạnh phúc trần vừa nãy chị nhìn thấy em có cái camera giờ lại không có là sao? Không hiểu lý do tại sao nhá. Thì đó nói cho các bạn nghe là bên này á, mấy đứa con đi xà nước kẻ nó bảo chứ nhiều khi đi bầu cử á, mẹ biết không, nó vẽ bậy vào trong đấy nó vất vào đấy. Tại vì khi mà đi đi bầu ấy mình đâu có bị lộ ra là ai bầu cho ai đâu, cho nên là cứ mỗi một nó làm mấy cái ô nhỏ nhỏ để cho mình đứng mình gạch cái gì gạch xong mình ra mình cầm ra. Nhiều người không biết gạch làm sao, mình nhìn có hàng đống người mình đâu có biết thằng nào gói thằng nào đâu, mình sống ở đây mấy chục năm đi bầu hàng bao nhiêu chục lần rồi mình đâu có biết cái thằng nào và ông thằng nào đâu. Bọn chúng nó ở bên này cứ hô hào lên là dân đi bầu, dân bầu lên bầu cái mả cha nhà chúng nó biết thằng mẹ nào và mấy cái thằng nào đâu. Sờ pít in nịt, sờ peo cái nem của nó còn không biết sờ làm sao nắm chuyện. Bố cái lũ điên. Suốt ngày đa đảng mới lại đa điếc đi
Người dân Việt Nam mình đâu có như ở bên này đâu. Bên này á, người nó phạt kinh khủng lắm. Cho nên là nó cứ phạt cho đi ra là không cài seat belt, không có buộc dây an toàn bị phạt. Không có đem license rồi á, là không có này kia các thứ, rồi uống bia uống rượu uống nhiều quá nó sẽ tước bằng. Đôi khi khi mà lấy lại được bằng rồi á thì nó sẽ gắn vào trong cái xe của mình một cái máy, hoàn toàn khi cái người lên xe muốn nổ được cái máy xe đó phải phải nó phải thử vào cái chỗ đấy, là nếu mà không có cái hơi rượu gì đó thì cái xe đấy nó mới nổ cho mình chạy, còn không ấy, có hơi rượu cái là nó không cho mình chạy đó. Các bạn biết cái luật ở bên này nó rất là cứng, cho nên người ta không phải là vì văn minh mà là vì sợ bị phạt. Mà khi nó đã phạt là phải đóng, không đóng cái tiền đấy nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần lên đó, rồi nó sẽ cho mình vào cái sổ đen. Ví dụ như là cái gì mình cũng lì ra mình không chịu đóng, hay là cái gì ấy, mình nợ tiền của chính phủ mình sẽ không được đi đâu hết đó. Ví dụ như là mình đi ra khỏi nước, đi về Việt Nam thăm gia đình, mình nợ tiền chính phủ nó không cho mình đi đó, nó chảy bừa ở đây không có chảy bừa được. Cho nên là nó văn minh vì nó cái luật của nó rất là ác. Nếu như nó áp dụng vào Việt Nam thì Việt Nam chỉ có chết đói thôi. Nói cho các bạn biết, nếu như chính phủ mà trao quyền cho công an nhiều như ở bên này á thì chỉ có chết hết thôi, không sống nổi được, biết chưa? Điều đó cũng hay chứ chị, cũng hay, cũng hay với cái cuộc sống ở bên này thôi, chứ còn không hay đối với lại Việt Nam. Tại vì nói thẳng một câu, như ở bên này chúng nó chửi là chính quyền Việt Nam ăn hối lộ, thì bây giờ hỏi tất cả mọi người là trong cái luật của Việt Nam, luật pháp của Việt Nam, cái điều khoản nào nói là chính quyền phải ăn hối lộ không? Không, làm gì có cái luật đấy. Nhưng mà những cái người ăn hối lộ và hối lộ là do cá nhân của họ làm những điều sai trái, và những cái đấy ở đâu cũng có chứ không phải riêng gì Việt Nam nhé. Nhưng mà Việt Nam là những cái người nào mới mới hối lộ được, những cái người có tiền, mà những cái người có tiền đấy thì những cái người đấy thường họ làm sai họ không sợ, đúng không? Đó. Và nếu như muốn chống hối lộ mà người Việt Nam mình người nào cũng trong sạch, chống hối lộ dễ lắm, đừng có hối lộ thế thôi, đừng có làm sai, đi đúng, làm đúng, đừng có gian lận thì tự nhiên nó sẽ không có người nào ăn được hối lộ hết. Cái đấy đơn giản vậy thôi. Ví dụ như là những cái người ở hải ngoại này nói là về Việt Nam nó xin tiền, nó xin mình không cho thì mà bố nó lấy được tiền của mình à, hả? Khốn như nỗi, nhưng mà các ông các bà ấn cho nó đẩy vào xong lại muốn đi cho nó nhanh thì có phải hối lộ để được cái việc của mình không? Thì trước tiên các ông các bà làm sai trước đã, còn nếu mà không sai thì tại sao phải hối lộ cho nó, đúng không? Xong rồi người nọ người kia cứ tự đe dọa nhau thôi. Mày không hối lộ cho nó thì nó lục đồ mày ra rồi này kia cái thứ. Mẹ cha nó, thằng nào dám lục, lục cứ lục đi. Đi chơi mà, đi holiday mà, lục đi, mày có thời gian mày lục đi, không lẽ cả một đoàn người này mày cứ lục tao vậy, đúng không? Khốn nỗi, nhưng mà các ông các bà làm sai rồi, hiểu chưa? Làm sai rồi xong rồi lại muốn cái lợi về mình thì bắt đầu bỏ mấy đồng ra xong rồi hối lộ cho người ta. Thì cái thằng nghèo ấy đưa tiền cho nó thì nó phải lấy chứ, ai đưa tiền tôi cũng lấy. Nên muốn chống hối lộ ấy dễ lắm, đừng làm sai và đừng hối lộ, đơn giản vậy thôi, chẳng có ai đe dọa được mình cả. Không sao, vào Việt Nam thử nghiệm đội hình mới. Bây giờ người ta quanh, tại sao Việt Nam nó cho quay video là vào trong sân bay ấy, là được quay đúng không? Chứ ở những cái nước này á, cứ thử mang video vào quay xem, và những cái văn phòng hay là bất cứ một cái gì á, mang video vào quay xem nó đập cho bét nhè rồi. Nên cho được phép quay video, được
phép quay cũng có cái hay của cái quay, tại vì những cái người người ta làm ở đấy đó, người ta sẽ sợ, sợ là bị người khác quay được mình, đưa mình lên trên mạng. Thì cái đấy cũng là cái hay để cho giảm bớt những cái chuyện hối lộ, mấy anh hối lộ đi, đúng không? Còn ở bên này mà cái người hối lộ là có tội nặng hơn cái người ăn hối lộ nhá. Em không coi ngủ khò. Làm sao? Không có ba que bà nhờ các bạn nhỉ? Rất mong mọi công dân Việt Nam đều thượng tôn pháp luật, xây dựng cuộc sống văn minh. Đúng rồi. Cái thứ nhất là mình chấp hành luật pháp thì ai cũng như thế, thì sẽ tự nhiên mà bảo vệ cho cái mạng sống của chính mình đi. Chứ đừng có nói gì mình hãy 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 làm những cái tốt trước đã, thì người khác người ta nhìn thì người ta sẽ ấy rồi, đúng không? Mọi người cứ đi ra cảnh sát bắt thì bắt đầu cứ già mồm ra vẻ ta đây giàu có rồi này kia các thứ, rồi lanh tanh bành lên chửi cảnh sát, đúng không? Khi mà một người dân mà không sợ cảnh sát thì cái nguy hiểm cho ai? Nguy hiểm cho chính bản thân mình, chứ không phải nguy hiểm cho những người cảnh sát đâu, đó. Nhưng mà thằng nào cũng như thế thì công an người ta nhiều khi người ta cũng phải sợ chết chứ, người ta sợ là người mà người ta đâu có phải là thánh đâu, người ta cũng phải sợ chết chứ. Nhìn thấy thế mà thằng mà mặt côn đồ này thôi ta tránh mẹ xa, giả vợ ông nhìn thấy đó. Các người cứ làm hùng làm dũng lên, mà khi những cái người 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 dân mình á, nhìn thấy những cái cảnh đấy không lên tiếng thì tự mình mang cái nguy hiểm đến cho mình, tại vì những cái bọn kia nó đâu có còn sợ công an nữa, nó không sợ những người dân nữa, đúng không? Thì cái tính mạng của mình sẽ bị đe dọa, đúng không? Nhiều khi như mình đi làm lấy tiền lương hàng tháng thôi, ví dụ mình là người công an đi, đi làm lương hàng tháng thôi, mẹ cha nó sợ chết chứ ai mong sợ chết. Bây giờ nhìn thấy thằng côn đồ kia mà bây giờ mình mà nó già họng như thế là toàn những người đứng xem thôi, không có nói năng gì, thì mình cũng phải sợ chứ, cũng phải hơi sợ sợ chứ. Cho anh hùng nắm đi thì cũng làm gì gì đó. Nói chung là nói đặt địa vị mình là những người công an đi, đúng không? Nếu mà các bạn nếu muốn bảo vệ cho tính mạng mình thì đôi khi mình cũng cần phải lên tiếng những cái mà gài ngang tai trái mắt đó, đúng không? Nó đi ra nhìn thấy cảnh sát đó, chửi te tua tơi tả ra xong rồi xì vạ người ta. Như thế là chính là mình đe dọa chính cái tính mạng của mình, chứ không có cái gì hay ho cả. Anh Trung nên đi, em có khách đang nhậu. Đúng vậy con. Hunter Nguyễn, chào bác Hunter Nguyễn. À, chào bác Nguyễn Loan. Chào chị Lưu. Chào Hunter Nguyễn. Nhìn nộm thì đó, ở bên này nó sợ cảnh sát đó. Nó nhìn thấy cảnh sát nó sợ như là cái gì ấy. Như là có lần đi xả nói với các bạn đó, thằng con mình thì nó ngồi bên cạnh đó, mình đang mải làm cái gì mình chưa kịp lái xe thì nó mới giục mới xả nó, má mày đi nhanh lên, đi đi cảnh sát bên cạnh đi kìa. Thì mình quay ra đúng thật có đang có cảnh sát bên cạnh, thì mình mới quắc mắt lên mình nhìn nó, mình nói là không được sợ cảnh sát cái kiểu như vậy, mình không làm gì sai tại sao mình sợ cảnh sát, mình cứ bình tĩnh mình đi, nếu như mình không sợ, mình không làm sai, mình không cần phải sợ ai hết, đúng không? Thì mình cứ bình thường thôi. Nếu như mà xong rồi Lisa giải thích cho nó biết, tại vì con cứ nhìn thấy cảnh sát con sợ xong rồi mắt la mày lém ấy, thì cảnh sát người ta sẽ nhìn vào con, người ta sẽ nghĩ là con làm cái gì sai cho nên con sợ, thì lại càng phải để cho cái người cảnh sát ấy, người ta để ý vào con, đúng không? Tại vì con đâu có làm cái gì đâu mà con cứ sợ, con cứ cứ nghĩ đến cảnh sát là sợ. Không được sợ như thế, mình cứ bình thường, mình hiên ngang lên mình đi, mình không làm gì sai, mình không phải sợ đó. Cho nên nhiều những cái người mà ở hải ngoại về đôi khi người ta nghe thấy truyền miệng, ồ mày về mày phải phải đút nót á, mày không đút nót thì nó nục tung đồ mày lên. Chính Lisa đã bị, và chính Lisa cũng là cái người đã từng hối lộ, tại vì mình không biết,
Mình không biết, xong mình nghe những cái người hồi anh đi sao có hãng trẻ lắm, lần đầu tiên về Việt Nam mình nghe mấy người ở bên này bảo chứ mày về mày phải kẹp tiền vào trong cái passport đó, xong rồi mày cho nó, chứ không á nó không cho mày ra gặp gia đình đâu, nó cứ làm thế này làm cái kia lâu lâu. Thì mình đâu có biết đâu, mình cứ nghe mấy người này ở bên này truyền 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 như thế. Thế để đến đến cái lúc mà lần đầu tiên bao nhiêu năm á, mình về mình gặp gia đình, thế lúc cái khâu cuối cùng là mình đi ra đưa đưa cái quyển hộ chiếu thì mình nhìn thấy bố mẹ mình ở ở ngoài kia rồi. Thế mình nhớ lại cái lời mấy cái người kia nói mình đưa là nó làm cái này làm cái kia nó nâu ra, mình kẹp 5 đồng vào trong đó, chính mình là cái người cũng kẹp tiền vào trong hộ chiếu. Từ cái ngày đó mình về mình nghĩ tại sao mình phải làm như vậy, mình không làm cái gì sai, mình đi đúng cân đúng nặng, mình không mang những cái đồ cấm vào Việt Nam, mình không làm cái gì sai, cho bao nhiêu cân thì mang từng đấy cân, tại sao mình phải đút nót cho nó đó. Thế là mình ân hận từ đấy, về từ đấy về sau mình đi về Việt Nam mình không có cho một đồng nào nào hết. Mình làm như thế là chính mình là cái người làm cho người ta hư, đúng không? Thế cho nên các bạn, trước tiên mình phải làm đúng đã, mình đừng có mang những cái đồ trái khuấy vào Việt Nam, mình đừng có giống như là mang quá ký cái ký cân ký rồi mình đi đúng, mình làm những cái gì đúng như luật pháp quy định thì mình sợ ai cái, mình còn người ta mà quậy mình nữa mình còn quật lại nữa. Xong rồi về đây xong rồi cứ nhai nhải rồi tiền trong túi mình không cho là sao lấy được. Chào em gái, chào các bạn. Cũng chung chào đồng ý. Đam về nội dung gì đây hả? Lisa Vũ hay là Lisa Phạm? Tôi có nhiều cái Lisa Lisa quá rồi, Lisa Nguyễn rồi Lisa linh tinh Lisa cả, nhưng chắc là đây là Lisa Phạm à, cô gái Lisa Vũ. Hải Lisa Vũ. Trời ơi, Phòng. khổ lắm. Lisa Vũ. Ừ, Cũng anh chỉ biết rồi, vì nói thế đùa vậy thôi cái câu chứ. Lisa Chào Nguyễn Nhàn nhé. có Lisa Vũ, tại vì Lisa Vũ Thực ra người là ta cái hôm nay đang về vấn đề gì đấy em gái? nói lung tung thôi, nói về cái chủ đề đa đảng với lại đa cái gì bầu cử tự do. Thực ra anh Ở nói với đâu? em gái mới chia sẻ với các bạn như thế này. Chào chú Nguyễn Hoan nhé, chào Michael Bách. Mạng anh yếu hay mạng em yếu nhỉ? Đâu biết đâu. Thực ra cái bọn dân chủ cuội ở Việt Nam và cái bọn thế lực cái chống cộng cực đoan hải ngoại lúc nào nó cũng muốn đa đảng. Đa đảng nó phải phụ thuộc theo cái từng cái văn hóa của từng nước một và cái vị trí địa lý của từng nước nước một, chứ là làm sao mà nước mình đa đảng được. Nước mình là cái thù trong giặc ngoài nó rất nhiều, để đứng cạnh một cái ông khổng lồ mà lúc nào cũng muốn xâm chiếm đất nước mình, đúng không em? Đó. Cái hai là văn hóa hóa của Việt Nam mình là văn hóa đậm chất A Đông, văn hóa dòng họ, văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ, văn hóa làng xã, rồi là văn hóa vùng miền đấy. Mà nước mình ấy là một nước đa dân tộc, đa tôn giáo, nếu như đa đảng, tôi chỉ đặt dấu hỏi với các bạn một điều như này thôi. Nếu nước Việt Nam đa đảng, mà tôi chỉ nói từ nước Việt Nam đa đảng thì chừng một tuần là mất nước, một tuần mất nước. Bởi vì nếu như đa đảng ấy thì nó có cái như thế này này. Một gia đình là tế bào của xã hội. Nếu gia đình thì chồng theo một đảng, vợ theo một đảng, bố một đảng, con một đảng. Đôi khi trong bữa ăn gia đình là cũng đánh nhau, cãi nhau. Bố vào đảng của tao tốt, con vào đảng của con tốt. Thế nào có khi là cãi nhau. Mà ở Việt Nam mình thì em thừa biết rồi đấy, là bố mẹ
nói là con phải nghe lời, cái điều đó là điều dứt khoát như thế. Dứt khoát như thế. Hoặc là tình cảm vợ chồng thế thôi, đang lúc vợ chồng mà ở đầu gối má kề, đầu gối má kề, lúc vui vẻ cái tự nhiên chồng nghĩ à con này nó nói xấu đảng của tao, thế là đấm cho ông một phát. Tình đất thôi, tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Đúng. Thì gia đình là tế bào xã hội, mà gia đình mà không ổn định mà lục đục thì xã hội có đồn đục hay không. Cái vấn đề thứ hai nữa, nếu đa đảng thì chúng ta có đa tôn giáo, để mỗi một tôn giáo thành lập một đảng, và mỗi một dân tộc, 54 dân tộc sẽ có 54 đảng. Mà chắc chắn rằng nếu mà chúng ta tuyên bố đa đảng thì cái ông Trung Quốc ấy dứt khoát là ông phải đào tạo cho một cái đảng sẽ lớn lớn nhất, bởi nó gần mà. Đấy, đảng Cộng sản Trung Quốc, cái đảng Đinh Tinh các thứ nó lớn nhất. Thế một khi mà có giặc ngoại xâm ấy thì đảng nào để đứng lên, để quy tụ được cái sức mạnh đoàn kết toàn dân để mà chiến đấu chống quân xâm lược, chống giặc ngoại xâm. Mỗi đảng một góc, ông này bảo là làm thế này, ông kia bảo là làm thế kia. Các nước khác nó đa đảng với thế này. Anh nói thế chứ nước Mỹ nó gọi là đa đảng, nhưng mà nó thực tế chỉ có hai đảng lãnh đạo cầm quyền thay nhau thôi, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thôi. Nhưng mà các nước phương Tây mà nó đa đảng được là bởi vì nó có một vấn đề là khi nó tranh luận này, đấu nhau để mà làm lãnh đạo thì nó có thể là nó tranh cử bằng mọi cách. Nhưng khi nó trúng cử rồi thì là nó sẽ lấy cái lợi ích dân tộc là trên hết. Thế nhưng nếu ở Việt Nam chúng ta mà đa đảng, mình phải nói thực sự này, có cái câu ở Việt Nam, câu một người làm quan cả họ được nhờ. Ví dụ tôi làm giám đốc một công ty, đấy, về ở nhà mà những người thân thiết anh em con cháu họ hàng mà xin vào công ty tôi làm việc mà tôi không cho vào thì về nhà khó nhìn mặt các cụ lắm. Đi ra Vũ thấy đúng thế không? Mà cho vào với những người làm được việc cho công ty thì đỡ. Thế những người gọi là học hành không đến nơi đến chốn mà vào cái là phá hỏng công ty đó, mình chỉ nhìn cái đấy thôi thì làm sao mà mình đa đảng được đây. Hiện nay là mình chưa chưa đa đảng. Đấy, cái đội ba que đu càng ấy, đấy, nó muốn đa đảng đấy, nó về nó làm một đảng. Mà cái đảng đấy, cái bọn đu que đu đu càng ba que mà nó về nó thành lập một cái đảng của nó, cái đảng Cộng hòa của nó đấy, thì nó lại chút những cái mối hận thù của nó lên đầu những người đảng Cộng sản. Lại trong cảnh nổi ra sao thì đất nước đã xảy ra chiến tranh, nội chiến này. Chúng ta phải nhìn như thế được. Cái thứ hai nữa, bây giờ mình nhìn xem ở trên đất nước, trên thế giới này bao nhiêu nước đa đảng phát triển. Iraq, Iran cũng đa đảng cả đấy chứ. Ừ. Bao nhiêu nước chuyển may lắm chỉ có đếm trên đầu ngón tay những nước đa đảng phát triển thôi. Mà bây giờ thực ra cái nước Mỹ ấy, nó đang dựa trên cái chính sách của chủ nghĩa xã hội đấy. No cho dân nghèo rồi no cho những người ở vùng sâu vùng xa đấy, chính sách của chủ nghĩa xã hội ấy. Thế chủ nghĩa tư bản làm gì có, chủ nghĩa xã hội bản tư bản nó là bóc lột giá trị thặng dư. Bây giờ như này này em nói là đây này, Chủ ở bên nghĩa xã này hội. là ai nuôi đảng? Ừ. Người dân á, người dân người ta đóng thuế để người ta nuôi cái guồng máy đó, cho nên người người dân người ta đóng thuế cao, cho nên người ta được quyền đòi hỏi, được quyền biểu tình, được quyền đòi hỏi. Bây giờ Việt Nam muốn đa đảng thì đóng thuế như bên này đi, đừng có trốn thuế, đúng không? Thì mình được quyền lên cái tiếng nói của mình, đúng không? Ví dụ như là mình đi biểu tình thì tôi đóng cái tiền thuế như thế này mà các ông làm không được cho việc cho chúng tôi thì chúng tôi phải biểu tình đòi cho bằng được. Nhưng mà đây ở Việt Nam đâu có phải đóng thuế như bên này đâu, cho nên là cũng khó nói lắm. Hơn nữa nói túm lại một câu này này, ngay như là những cái ông bà ở bên này sống ở bên này mấy chục năm rồi, nhưng mà khi nói đến cộng sản sang nói chuyện ấy, thì là đảng cho cộng sản, cho những người ở bên hải ngoại đấy ngồi được ngồi cùng bàn với lại cộng sản. Thế thì gọi đa đảng là cái gì? Đa là nhiều, đảng là phải chấp nhận tất cả những cái đảng gì mà người ta đông người người ta lập lên một cái đảng đó, là có đủ loại đảng thì phải ngồi được với nhau, có trí thức, cái dân trí nó phải cao để ngồi xuống bàn luận với nhau. Đây các bố sang đây mấy chục năm rồi nói là suốt ngày đa đảng, suốt ngày đòi đòi hỏi đa đảng, mà thực tế khi ngồi xuống một cái mày là cộng sản tao không nói chuyện mày,
Thế thì làm sao mà Đó. đa đẳng? Đó là chưa nói đơn Với cả ca, anh nói ngay những cái người mà sống ở bên này mấy chục năm rồi cũng chưa chấp nhận được ngồi nói chuyện với một cái người khác chính kiến với mình, thì làm sao gọi đòi hỏi đa đẳng được? Chưa nói dân Việt Nam nhé, nói dân ở đây nhé, nói những cái ông chống cộng ba que đấy, đúng không? Nói tóm lại là tôi và anh nói với em thế này này, mình thử nhìn cái bọn nó ấy, thì nó cứ muốn Việt Nam đa đảng, nhưng anh phải nói với Lê Sơ Vũ với các bạn như thế này, ngay như trong 2 triệu kiều bào người người Việt hải ngoại ở Mỹ nhé anh ạ, mà có đến 4-5 cái chính phủ, hàng trăm cái hội đoàn, mà những cái hội đoàn đó anh nói từ cùng sinh ra từ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chạy sang đấy, cũng còn không bảo được nhau, không lo được cho những người dân ở cái phố Bô Sa đó. có một ba que vào phải không? Công nguyên là ba que phải Rồi thì không? bao bao quen anh nhìn thấy từ nãy rồi. Đấy họ nó chửi con đi con gì này nói chuyện như con cho, mời công nguyên lên đây. Đấy Công cái nguyên. tiếng Việt nó còn không sõi đúng không? Ừ. Thế anh hỏi em nhé, Đào, Để chính em phủ của nói Đào Minh với Quân nhé, thằng này. Ừ. Để em nói với cái thằng này, Công Nguyên này, nếu mà kêu gọi người ta đa đảng thì mình phải chứng tỏ cho người ta biết mình là con người trí thức, mình biết thế nào gọi là đa đảng. Đa đảng là gì? Ông là một đảng, tôi là một đảng, tôi với ông lên đây nói chuyện với nhau đi xem có nói được không. Chưa gì đã con đĩ với con thỏa rồi, thế thì làm sao đa đảng được đó. đó Ngay như ở bên này đây mà còn không chấp nhận được nữa thì làm sao sống để làm gì? Sao con người sống phải có trí thức chứ, ít ra sang đây mấy chục năm rồi cũng phải phải hấp thụ được một tí, không tiêu hóa được một tí như dân chủ nào. anh nói mới đi sao Vũ với các bạn như này này, tại sao đấy, bọn nó suốt ngày chó mõm về nó sủa về đất nước để nó xấu đất nước, bởi vì nó sống ở trên đất nước văn minh nhưng mà nó không học được cái văn minh của đất nước đó, bởi vì cái bản chất của nó là cái bản chất ngụy quân ngụy quyền, cái bản chất ăn cướp nó quen rồi, nó quen rồi. Thế bây giờ sang bên đấy người dân, ngay người dân bản xứ người ta coi thường cái bọn nó. Cho nên ở bên đó ở cũng không được, thì muốn đấu tranh muốn lật đổ chế độ cộng sản để về nước. Chứ nếu như bọn nó sướng đấy, mày ở đấy mày sướng đi, tao ở nước tự do tao sướng, tao đủ tự do đủ nhân quyền các loại trên đời, tao ở đây cần gì phải sửa về đất Bây giờ chỉ có ở được khoan. Trần Thiêm này, bây giờ ông là một cái người đảng đối lập với chúng tôi ở những người Việt Nam ở bên này, không biết ông hay bà nhé. Thì bây giờ nếu mà đủ trình độ thì đi lên đây, ông cho rằng người khác ngu ấy thì đủ trình độ lên đây để tranh luận xem đa đảng là gì. Đây nên đang này. Nhớ lên đi, bấm vào camera đi, tôi mời lên để cho lên đây giải ngu cho chúng tôi đi. Chúng tôi ừ chúng tôi ngu lắm, đúng không? Ngu ngu hơn chó. Thế vậy thì những cái con đánh cho chó chạy tụt quần ấy, thì ngu hơn chó thì cứ chúng mày còn ngu hơn chó nữa, đúng không? Thì Ngu anh nói đi sao Vũ, cái thằng Trần Thêm này này, ở Việt Nam các có câu đấy là con không chê cha mẹ khó mà chó không chê chủ nghèo đúng không, bản thân chúng mày ấy chạy sang nước ngoài đu càng hơn 43 năm rồi, 44 năm rồi đấy, mà cái bản chất của chúng mày không thay đổi được, chúng mày còn nói xấu quê hương đất nước. Nếu chúng mày có giỏi, chúng mày có trình độ, có văn hóa, có nghị lực thì chúng mày về cùng với chúng tao xây dựng đất nước quê hương để sánh vai với các nước. Thế chúng mày ngồi chúng mày sủa về, tao nói thật sủa như chó ấy. Mà cái loại ấy mà nói xấu quê hương đất nước mà không làm gì để cho cái đất nước ấy, tốt nhất là treo cổ mà chết con mẹ mày đi nhá, treo cổ mà chết đi cho nó lành, nó rộng đất của nước ngoài. Chứ cái loại để người ta mà bằng chứng, cái nói sẽ bằng chứng là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái chính quyền ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn đó, nó đá đảng ấy chứ em, nó đá đảng đấy, đảng nọ đá đảng kia rồi đảng nọ giết đảng kia, cái thằng Diệm của mình mày ai giết
trong vòng có từ 5 năm 4 đến năm 70 năm. Chúng mày lật đổ nhau bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đảo chính. Cứ thằng nào lên nắm quyền là bắt đầu quy tụ vào cái đảng của nó. Tranh giành nhau địa vị để mà cướp bóc. Thế chúng mày mới thua chứ. Đến Trần khi Diêm mà bây giờ muốn có cái ý kiến gì mời lên đây nói chuyện đi, có dám lên không? Hả? Để dạy chúng tôi đi. Ok, yes, I am ngu, ngu thì bây giờ lên đây giải ngu đi. Có đủ trường hợp không? Mà nói người ta ngu, có ra nói bọn này nói nó những nước đổ đầu Việt em vậy đấy, thực ra hiểu không? Hả? nó không bằng một con chó, mà nói con chó thì nó oan cho con chó nó thông minh lắm, anh chỉ coi bọn này nó như một con bọ chó thôi. Chúng ta thì là người dân bình thường thôi chứ không phải cán bộ công chức gì cả, không phải là cán bộ, nhưng chúng ta sống ở chế độ này, sống đất nước này. Tao nói thật cho mày biết, bây giờ mày có bảo mày có tiền mày cho tao sang Mỹ tao sống tao phải đáng cho mày. Mày đừng tưởng như là dân chúng tao. Nó bảo là bản thân bà đã hấp thụ được nền dân chủ mà cháu tá bát. À, thằng Trần thêm tao hỏi mày thế nào gọi là ăn cháo đá bát, mày có hiểu không hả? Mày có, tao chưa từng ăn cái gì của lũ ba que chống cộng cực ngu ở bên này hết, đúng không? Cái lũ cộng đồng chúng mày đâu có tao ăn đâu, mà chúng mày nói là tao ăn cháo đá bát. Thế mà mày câu đấy mày có hiểu mày nói gì không hả? Cộng đồng chống cộng chúng mày á, tao ghét chúng mày như một lũ Không em ơi, ghét đâu như một những con bọ chó, nó chó nó còn khôn lắm, nó khôn lắm đấy. Thì như em lũ anh nói chuột thật với em sống. này, em ở bên nước Úc ai bảo em ăn cháo đá bát, em vẫn đóng thuế, em vẫn làm ra sản phẩm, em vẫn đóng thuế cho nước Úc đúng không, em vẫn tôn trọng pháp luật của nước Úc đấy. Thế làm sao bảo em ăn ăn cháo đá bát được đấy. Còn cái loại ấy là mang tiếng cùng máu đỏ da vàng dân tộc Việt Nam này mà không làm gì cho đất nước Việt Nam mà đi chống phá, đấy mới là loại ăn cháo đá bát giày xẻo, cái loại loại mà phản bội lại quê hương, Mà là này tao cái nói loại cho cái lũ ngu như thế. chúng mày biết thế này này, cái lũ cộng đồng chúng mày á, tao chửi là chửi cái lũ cộng đồng chống cộng cực ngu chúng mày, chứ tao không chửi ai hết. Những cái thằng nào mà giương cờ vàng lên chống cộng á là tao chửi những cái thằng đấy, còn không phải toàn bộ những cái người Việt Nam qua đây là người ta như thế cả, hiểu chưa? Chỉ cái lũ mà chuyên đi chống cộng đấy tao chửi là chửi cái lũ đó. Chứ còn chúng mày nuôi tao à, chúng mày tao ăn được chúng mày hồng nào mà chúng mày bảo tao ăn cháo đá bát hả? Chúng mày mới là cái lũ ăn cháo đá bát, hiểu chưa? Cháu Mẹ cái loại mà sang bên hải ngoại thành lập nhất cái chính phủ này đến hội đoàn khác cũng chả làm gì được. Tao phải hỏi toàn chúng mày lừa ở đảo bên Mỹ ấy. nhé, ở bên Mỹ cái phố Bosa của chúng mày đấy, 43 năm chúng mày sang đây chúng mày đã xây dựng được cái gì ở cái phố Bosa? Chúng mày ở cái phố Bosa chúng mày cái đường giao thông chỉ Mỹ đó làm rồi, còn Nào, em cái gì khác thì bao nhiêu. nói cho các bạn nghe là cái nơi mà cái gì chúng nó nói là cái gì Little Sài Gòn ấy, cái market, cái chợ đó đó, cái chợ đấy nó không hề là chợ của Việt Nam mà nó Phúc Lộc Thọ là tiếng Trung Quốc, hiểu chưa? Phúc Lộc Sầu. Ok, thằng chó. Còn á, cái Đó. chợ đấy tiếng Anh á nó là chợ của người Á chứ nó không nói là chợ của Việt Nam, hiểu chưa? Còn cái bàn thờ Trung Quốc to tổ bố, chúng mày chụp Đấy thì xem là nó phát triển được cái gì, dân ở đây từ bao nhiêu người theo chúng nó cứ ẵng mãi thì nói bảo nó ngu như chó, nó oan cho con chó. Anh nói thật con chó nó còn thông minh hơn bọn nó nhiều, nói cho cái loại cái con ve chó con bọ chó nó cắn ở thì hút máu của con chó thôi, con chó nó cũng tội nghiệp. rồi chúng nó Mẹ cái nói cái gì? loại mà ngu ngu hết phần người khác. Chúng nó nói cái gì? Chúng nó nói là không không gửi tiền về Việt Nam, không không dùng tiếng của cộng sản, nhưng mà chúng nó dùng tiếng của Trung Quốc. Mà cha
mày, thế chúng mày nói cái gì lì xì mẹ Việt Nam không, không phải là tiếng Trung Quốc là cái gì hả? Lì xì là cái gì rồi á? Cái chữ Sài Gòn cũng không phải tiếng Việt Nam. Ok, Sài là gì, Sài Gòn là gì, có phải tiếng Việt Nam không hay là của người Pháp? Cái bản chất chúng nó đấy, là cái bản chất là ăn cháo đa bát, là cái bản chất rồi là ngụy quân ngụy quyền ăn sâu vào máu chúng nó rồi. Đến cái thời chúng nó đến F2 F3 chúng nó cũng vẫn thế mà thôi. Xong rồi chúng nó quay ra chúng nó bảo là Hồ Chí Minh là người Trung Quốc. Hồ Chí Minh là người Trung Quốc. Thế Chúa Giêsu là người gì? Sao người Việt Nam vẫn tôn thờ? Có nghĩa là không phải người 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 Việt Nam là không được gì ạ? À? Nếu như thật sự Hồ Chí Minh là người Trung Quốc mà Hồ Chí Minh giỏi như thế, tao vẫn cứ sùng bái. Cũng như những người Việt Nam hiện giờ người ta rất là sùng bái Chúa Giêsu. Đúng không? Chúa Giêsu có phải người Việt Nam không? Lũ chó. Nó ngu. Nó nói tội nghiệp Anh cho nói con. thật cho em biết này, cái lũ ấy, cái lũ mà mặt sứ Gandhi đấy, nó cứ nói là nó xuyên tạc cái thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nó nói đến dân Việt Nam chúng ta ngu đến mức độ để không biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là ai hay sao. Ta nói nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tàu ấy và bán đất cho tàu, bán nước cho tàu ấy, thì ta nói cái lũ ngu chúng mày này, À, năm lại 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 1946, lại năm lại có thêm 1946. con Nguyễn Vĩnh Bảo đăng. Em thấy chị quá buồn cười, cần đa đảng thử hỏi như chị đa đảng như thế nào ở nước ngoài mà sao cái đầu chẳng có xíu tư duy. À, mời mời Nguyễn Vĩnh Bảo lên đây nói xem đa đảng là gì hả? Có hiểu đa đảng là gì không? Ở bên này nó có cả cái đảng đảng chó, nó gọi là đảng đảng cây, đảng cối, đảng đen, có đảng xanh, đảng đỏ gì cũng có hết. Đa đa Cái căn đó, bản đấy, cái Nguyễn Vĩnh Bảo đăng đảng nó làm gì cho chúng dân tộc thôi em ạ. nhá. Đã đi bầu cử thì tiếng Anh tiếng Anh em lại không nói tiếp không cái bằng vấn đề lắm nó mà nói là chờ Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đi tàu. ra cho nó Đến nhanh. năm 1946, 18 vạn 18 vạn quân tàu tưởng, quân tàu ở miền Bắc. Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh không cho nó chiếm luôn miền Bắc Việt Nam đi, mà lại đuổi chúng nó vào làm gì? Ta nói cho Ok mày biết chúng mày em chắc ngu ngu như nó vừa nói vừa thôi. thêm tí nữa. Nói chắc đến giờ em phải ngưng á. Thôi rồi đây em cứ chia sẻ đi nhá, anh để xuống. Để mai mai mở sớm sớm tí nữa rồi vợ nói nhé. Quan trọng là hậu cần. Ok. Dạ, cảm ơn anh ạ. Suốt ngày đa đà mới lại đa mẹ gì á, ở bên này á không đi bầu nó phạt kết mẹ đó. Còn cứ mỗi lần đi bầu cử là nó gửi giấy về nhà mình trước, kiểu gì cũng phải đi bầu, không bầu mấy hôm nữa nó quẹt mặt á. Còn nó mình đi vào bầu cử nó đưa cho một cái tờ giấy dài thế này nè, hôm đó đi bầu không dám quay, tại vì quay nó đâu cho mình quay những cái đấy. Nó đưa cho mình mấy tờ giấy dài dài cả mét á, tên thằng nọ thằng kia rồi phải được bầu số 1 rồi số 2 số 3 số 4 rồi tất cả phải điền hết vào rồi á, mình chẳng biết thằng nào vào thằng nào ấy. Mà tôi hỏi mấy cái thằng sống ở hải ngoại ấy, chúng mày đã sờ peo được cái tên của người ta chưa mà bày đặt? Ô mấy thằng chó bày đặt, ta đây văn minh lịch sự. Đúng không? Mấy thằng ba que. Đa đảng là gì? Ở bên Úc này nó có cả đảng súc vật nữa, nhưng mà vừa rồi đâu có ai bầu cho nó đâu. Chào các bạn nhé. Đi ra nói lát nữa ông huyện nhà mình ông về là phải sát ông. Ông về là hết giờ. Tại vì tối nhiều khi các bạn vào
lên mạng đấy, buổi tối thì lấy sao không có nghe được. Nhiều khi ông huyện ông về phải ngồi cãi nhau với ông chứ, đúng không? Hôm trước cái gì bass à? Chết cái gì, thấy mấy tay Ngô Kỳ treo cờ rủ để tang, sao thấy thiên hạ mọi dở kinh khủng, nhục nhã vô cùng. Tổng thống Bush bà mở mồm cái gì quang cao cái gì Trần Thiêm, bà mở mõm ra là chó, má là biết bà có rất có học. Ủa thế tao tao nói là chó, còn mày ngó nói người ta là đĩ, là mày học cao phải không, phải dùng chữ đĩ phải không, phải dùng cái chữ tổ sư bố, cái lũ ba que xỏ lá thì mới là có học phải không, phải cái kiểu như con Lisa Phạm phải không đó, phải đưa hết phụ tùng lên mồm mới là có học phải, có học phải không, mới cao siêu, mới học cao như chúng mày mới là văn minh dân mưng được chữ phải không đó. Chúng mày dân mưng được chữ của chúng mày là phải phụ tùng rồi đờ lờ mờ cái gì đưa hết lên rồi lên lên họng á, suốt ngày tọng vào cổ họng ấy, thế mới gọi là văn minh lịch sự phải không. Ô thằng già một nhóm người bén California mà không bầu ra thằng đứng đầu cho ra hồn cũng đòi đa đảng. Ừ đa đảng gì mà trên cái thế giới này chưa từng thấy, có mấy thằng tranh nhau làm tổng thống à, có một cái nhúm có ba cái cộng ba que thôi mà loạn xì ngầu lên rồi chửi nhau tỏi lên rồi hai bên chưa từng thấy, hai bên đứng vác cờ vàng ở hai bên đường bắc loa chửi nhau đa đảng lịch sự nhầy văn minh nhầy đó, quá văn minh. Làm gì thì làm cũng phải để cho người ta có một cái nhìn thấy, người ta thấy ồ đúng mấy cái người Việt Nam Cộng Hòa này rất là dân mưng lực sở, người ta có học có hiểu bước đúng không. Chứ đây già cả mẹ thằng nào thằng đấy mấy chục tuổi rồi động há mồm ra cái chửi con đĩ cho con thỏa rồi chửi người ta cái này cái kia, người ta nói trái ý mình không có lý luận gì để mình nói lại người ta, xong mình quay ra người ta mình chửi người ta là con đĩ con này con kia. Tao già này tao còn đi làm đĩ rồi, tao quá siêu rồi hiểu chưa, ngu chửi cũng mang tiếng dân mưng lực sử ở nước ngoài ở hải ngoại dân mưng mà chả học được cái văn minh gì, toàn thấy dân mưng răng á răng con mẹ nó ra ngoài rồi. Mấy người ở hải ngoại chống thì hiểu một chút về kiến thức, chút xíu về xã hội, cuộc sống, một chút về chính nghĩa cũng chẳng thấy, toàn cái mồm nói bậy không ai nghe vậy. Đây đúng rồi, chính trị là gì? Chính trị là làm sao phải nói được cái lý luận ra để thuyết phục được cái lòng người. Bên này mấy triệu dân mà chúng nó chỉ được cái ba ngoe thôi, ba mống già khú đế ra cầm cờ ra ấy, múa với nhau như trò hề. Còn hay hơn hài hài kịch của Hoài Linh nữa. Xong rồi người khác động nói trái ý chúng nó đó, có đây giết cống Nam Dung, giết cống Nam Dung ăn cơm quốc gia thờ ma cống sáng, quốc gia cũng không hiểu là cái gì nữa, chết bà chúng mày đi. Lý tưởng của ba que là nô lệ, mình ghét cái bọn này cho nên là cái thú của mình là chửi bọn ba que, các anh chị em những cái bà con thông cảm cho Lisa nhé. Đúng không? Tại vì mình cũng sang đây mấy chục năm rồi, mình nghe những cái giọng điệu của chúng nó mình cũng lộn cái tâm bệnh mình lên, cho nên mình mới lên đây để mình chửi, mình cho chúng nó một bài. Chứ còn chúng nó không động đến mình đâu có động đến chúng nó làm gì. Suốt ngày không gửi tiền về, đừng gửi tiền về Việt Nam rồi, đừng về Việt Nam rồi, kêu gọi mọi người tẩy chay rồi không cho
cái gì không 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 cho cái gì quốc cái gì hộ chiếu cái gì cắt cái gì á, nó ra một đống. Thế những người về Việt Nam rồi gửi tiền về có nghĩa là người ta là cộng sản hết đúng không? Đâu có ai nghe chúng mày đâu. Xong rồi đến khi người ta gửi tiền về chúng nó bảo chứ người hải ngoại gửi hàng bao nhiêu tỷ về Việt Nam, chúng mày có cái 39.000 đó mà đòi gửi về. Bực cả mình, ghét chúng nó cho nên là mình phải chửi chúng nó, nên là bà con họ hàng bà con thông cảm nhé. Thì sao không muốn nên để nói chúng nó đâu, nhưng mà cái bọn ở bên này á phải nói để cho nó khôn ra một tí, cho ngu mãi rồi ngu đến lúc trả lời tới Nhi Vũ trả lời cho Trần Thiêm. Đần độn mà sao chú lại nghe người đần độn nói chuyện vậy nhỉ? Thế chú là loại gì? Cháu nghĩ chú còn đần độn hơn người đần độn nữa đấy. Chính xác. Cứ động nói là gái nói là người ta ngu, mà mời lên thì không dám lên. Đó. Xong rồi động há mồm ra cái à, Việt Nam phải cái gì? Lật đổ chân quần cộng sản. Rồi cái gì phải đa ngôn đa đảng. Mà chúng nó đâu hiểu đa đảng là gì đâu. Trong khi á, người cộng sản người ta sang, người ta bỏ chưa tới nó đã cầm cờ biểu tình rồi. Thế làm sao gọi đa đảng? Cứ cho là đa đảng đi, xong rồi đảng này với đảng kia mày nói trái ý tao, tao cầm dép tao đập vào mồm mày. Đa đảng cái gì? Chính như bản thân xa chúng nó sang đây mấy chục năm rồi, chúng nó làm được cái tích sự mẹ gì đâu. Chúng nó có răng mà cắt tút cũng cái miệng sổ bậy đó. Nói chuyện với người ta lịch sự thì người ta mới lịch sự với mình chứ, vừa mới vào một cái chưa biết đâu cái gì á, nói người ta ngu rồi con đĩ con thỏa, con làm người ai mà ta đĩ. Chửi cũng phải chửi có khoa học một tí chứ, chửi cũng phải có biết suy nghĩ chứ. Làm người ai mà không đĩ, không đĩ làm sao mà ra được loài người, đúng không? Nói chửi cũng ngu, không có một tí học thức nào cả. Muốn chửi về nó muốn nói về đĩ ta nói cho mà nghe. Bố thằng điên. Mời nó lên rồi đấy bác Cầm. Mà nó đâu có lên đâu, đâu có dám lên đâu, cái bọn này nó toàn thế, nó gọi là lúp lùm, đúng không? Nó nói là người Việt Nam phải chống chống Trung Quốc đi, nhưng mà cái chữ Trung Quốc to tổ bố ở cái phúc lộc thọ phúc lộc sầu á. Đó. Cái đấy là chữ gì đấy? Xong rồi người ta viết công ty của người ta ở ở Việt Nam cái gì đó, nó bảo người Trung Quốc sắp chiếm Việt Nam rồi này kia các thứ. Đó. Trong khi chữ tàu đi đến đâu cũng có chữ tàu, ở bên này cái gì mà không có chữ tàu? Chỗ nào mà không có chữ Trung Quốc? Thế không lẽ nó Trung Quốc đã chiếm mẹ Mỹ vậy? Mỗi lần nói đến bọn này là phải chửi cơ các đồng chí. Phải chửi nó mới sướng. Chị à coi như là đần đi. Vậy chị hơn à, cái gì? Chị à coi như là đần đi. Vậy chị hơn người ta chỗ nào, toàn lý sự cùn gọi người ta đần sao được? Nguyễn Vĩnh Bảo đăng à, nói Trần Thêm à. Ôi giời ơi, cái bọn đấy nó đâu có lý sự gì được đâu, nó chỉ có cái phụ tùng thôi, cơ thể nó văng ra thôi chứ nó đâu có lý luận gì đâu. Cái bọn đấy mà công nhận nói đứng lên những cái câu đấy thì nên sao cũng phải nói là chúng nó học cao, công nhận. Em phải công nhận anh học thức rất là cao. Very high, high level. Chị chửi hộ em vài câu đi chị. Chửi thằng nào em? Ngô hề. Chào chị Trần Thiên.
là con trai đấy bảo rằng nó hạnh phúc. Chẳng thêm là con trai đấy bảo rằng bà cái gì bảo rằng nó ở Vĩnh Phúc vậy ạ. Con trai ở lên đây, nếu mà cảm thấy mình khôn, mình trí thức thì mình đáng ra mình phải 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 đi truyền, nên mình phải nói ra những cái lời gì nó để thuyết phục được những cái người người ta chưa hiểu, đúng không? Nếu mà các người, những cái người mà chống cộng đấy, mình phải có cái lý luận nó vững chắc, đúng không? Nhìn thấy cộng sản như là Duy Nguyễn ấy, nó nói chưa, nó rất là trẻ nhá, nói ra câu nào chắc câu đấy, đấy mới gọi là đàn ông. Lý luận á, nói ra là không có cãi được. Tập Trung Hô Hào Biểu Tình, đô la châm đi, nó đuổi dân Việt Nam như đuổi chó kìa, dân với lại chủ. Chính xác đấy, đấy ở hôm đó ở cái chỗ Bô Sa đó, nó người ta ra người ta kêu gọi đòi đòi hỏi nhân quyền đấy, sau cái nụ cờ vàng trốn đâu hết rồi, không thấy một cái thằng nào vác cờ vàng ra đấy cùng với người ta biểu tình nhất, đúng không? Lý do tại sao mà cái mấy cái người đó, người ta có thân nhân, người ta có này kia, người ta đi ra đấy biểu tình, tại vì người ta muốn cái cộng đồng đó cùng với người ta lên tiếng để cho nó mạnh. Nhưng mà đi chống một cái người treo cái cờ đỏ sao vàng thì chúng nó đi mấy ngày mấy đêm, bao nhiêu ngày đêm, nó bảo cả cả tháng trần trường ấy. Nhưng mà bây giờ đuổi 8.000 người về Việt Nam thì chúng nó không có một cái bóng dáng của con chó vàng nào ra ấy. Thế là nhân quyền ở đâu? Đó, lý do mà người ta mà ra cái chỗ đấy. Chúng nó, những cái giới trẻ nó biết tiếng Anh mà. Chúng nó có thể ra giữa Nhà Trắng chúng nó biểu tình được mà. Lý do tại sao nó phải ra đây? Tại vì nó muốn người Việt Nam cùng chung tay với chúng nó để biểu tình, để cất lên cái tiếng nói của người dân Việt Nam. Nhưng mà không có thằng chó chết cộng đồng nào ra cùng với người ta. Hiểu chưa? Lũ chúng mày có phải lừa bịp người cộng đồng không? Người người hải ngoại không? Đó. Bằng chứng rành rành ra như thế còn lên đây còn há họng ra nói linh tinh nữa. Tao lên đây tao chửi chúng mày cũng là cho cái nhân quyền của tao nữa. Tại vì chính những cái người Việt Nam ở đây này, người ta động nói cái gì là chúng mày cho người ta là cộng sản, cho người ta là cái này cái kia. Cho nên tao phải nói cho chính bản thân tao ở cái xứ này nữa. Đập dập cái nỗi chứ cái đặng cái con này nó quấy rối cộng đồng với lại cái gì cái kia. Mà cha chúng mày cái cộng đồng đấy tao có quyền vào đó, hiểu chưa? Tất cả mọi người dân Úc ở đây đóng thuế cho cái cộng đồng đó, tao có quyền vào đó sinh hoạt nhưng mà tao không thèm vào thôi, hiểu chưa? Chúng mày có quyền gì mà mày chúng mày nói. Nói đến bọn này là lên cơn muốn đập chúng nó, muốn chửi chúng nó. Lúc đó ăn thì ăn bám, ở thì ở nhờ, bọn Mỹ nó coi như rác, thải vậy mà còn bày đặt. Đó, nói cho nó to và hô hào cho nó to, và lý do tại sao nó tống cổ về biết không? Tại chính cái cộng đồng đấy, hiểu chưa? Nếu chúng mày sống đẹp, chúng mày sống hay, chúng mày biết giúp đỡ cộng đồng á, thì những cái người đó người ta không nằm vào những cái hoàn cảnh như vậy, hiểu chưa? Nên Mỹ nó là một cái đất nước, nó quyền lợi của nó là trên hết mà. Tại vì nó thấy cái bọn này không làm được cái tích sự gì cả, suốt ngày thì biểu tình thôi. Làm cho khi mà biểu tình á, có cái chuyện gì xảy ra là nó lại phải bỏ tiền ra, nó tiền cảnh sát tới đây tuần ngày kia các thứ, không mất tiền à? Chúng mày rảnh rỗi chúng mày ra ngoài đấy biểu tình ấy, cái tiền nữa là trả cho cảnh sát ai trả? Bốn mươi mấy năm rồi không làm được cái tích sự gì, chán hại. Hello chị, hello em. À, sắp đến giờ nghỉ rồi.
Nó còn chửi nữa không? Chửi nữa tao làm cho mà hơi nữa. Nó gặp mình thì chẳng có đứa nào nó dám há mồm mà nó nói năng gì cả. Nó lên trên mạng thì nó to mồm lắm. À, bác bấm vào đi. Bác Cầm Nguyễn à? Ở cái đất mà có nhiều cái con căng cu luôn cho lên rồi thì đang 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 kết nối. Hello, chào đồng chí. Thế mới nói 4 3 năm rồi. Bác Cầm làm cho chúng nó một hơi đi. Cầm Nguyễn. Yeah. Action. Hello. Bác. Hello Nó bị nghe nó bị vang. Nó bị vang. Action. Nghe thấy chưa? Chưa được à? Xin chào đồng chí Cầm Nguyễn. Xin chào đồng chí Cầm Nguyễn. Giọng nó không nghe kể cả. Giọng nó không nghe kể cả. Dạ, action. Bác làm cho nó một cái đấy đó. Đâu có không có làm gì đâu, tại vì sao mà like mà bên này sớm quá, tôi nghe hình như hồi 3 giờ rưỡi 4 giờ bên này còn quy lắc quy lơ còn đang ngủ mà đã thấy giật mình lên là đã thấy có like rồi, thấy sớm Ồ, quá. bên này 11 giờ hơn. Bây giờ bên này tôi thức dậy là 6 giờ rưỡi, sáu giờ Ừ. 23 phút bên Mỹ. Hồi nãy thì tôi thấy hồi nãy giờ chẳng có ai vô đâu, nhưng mà có ai chửi bới đâu, chỉ có một người mà họ không có mời lên cần thêm cần tiếng gì đó, chẳng biết nó ở đâu không hiểu. Nhưng mà thấy Lisa nói chuyện cũng rất dễ thương. Nhà quên nữa, lần đầu tiên xin chào mọi người nha, lấy lại chào Lisa nha. Lisa nhỏ tuổi hơn hơn rồi. Thì mình gọi bằng bằng em thôi chứ đừng con cháu gì nữa, đừng có nó bậy nó bạ, hồi nó già chết mẹ luôn rồi mày. Anh cầm nhận. Rồi, ok. Thì Lisa nói cũng hết ý rồi, cũng tùm lum tùm la, cũng nói trúng ý anh rồi, rõ ràng vậy. Nhưng mà anh đi bổ túc thêm một vài cái, nhưng mà tính anh là thì kỳ lắm ha, anh nói là phải có chứng, sách thì mách có chứng chứ anh Đúng không có rồi. nói suông. Đó, tao ghét lắm, bởi tao từ xưa tao nói mà tao nói mà có thằng nào cãi được đâu, khổ quá. Bây giờ tao cho tụi bay coi nghe, đây là ở Mỹ nghe. Cảm ơn mọi người đã đến đây để chia sẻ và giúp đỡ cho cái tổ chức của tổng để mà bảo vệ người Việt tị nạn đang phải đối diện với cái vấn đề trục xuất của chính phủ Mỹ. Hiện tại bây giờ là chính phủ Mỹ đang ép buộc bên chính quyền Việt Nam mà phải trục xuất hết tất cả những người Việt Nam tị nạn mà đến Mỹ trước 1995 mà đã lầm lỡ mang tiền án khi mà tuổi còn quá trẻ, là một người đã từng nằm ở trong hoàn cảnh này. Tùng cũng đã từng ở tù, Tùng có lầm lỡ khi Tùng còn nhỏ, Tùng ở tù 18 năm. Nhưng mà sau khi Tùng ra tù được rồi, Tùng thay đổi cuộc đời, Tùng làm lại cuộc đời và Tùng sống, Tùng giúp đỡ cho mọi người và cho cộng đồng trong xã hội. Và những cái công việc Tùng làm, Tùng được thống đốc của tư bang California ân xá cho Tùng và đã xóa hết tội cho Tùng. Vì những cái gì Tùng đã trải qua và những cái kinh nghiệm Tùng đã trải qua, Tùng muốn đem cái đó Tùng đóng góp cho cộng đồng để giúp đỡ cho mọi người bảo vệ
vệ những người Việt Nam tị nạn đã đến Mỹ trước 1995, giống như chính phủ của Tổng thống đang làm bây giờ, là một cái sự vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng, mà tôi vọng cộng đồng Việt Nam, đặc biệt cộng đồng Việt Nam của Việt Nam sẽ thấy được là... Thôi nghe đủ rồi, đó là người ở Mỹ nói nha. À, Mỹ là vi phạm nhân quyền nha. Không phải gì, không phải ta, cái này không phải tao nói nha, Mỹ nói, người Mỹ ở, người ở bên Mỹ nói nha. Rồi còn trả lời gì nữa không? Mày nói Việt Nam mà không có nhân quyền thì rõ ràng ở đây tao báo cáo giờ biết là ở đây có video clip đàng hoàng nha, người Mỹ vi phạm nhân quyền mà, ở đây là bằng cứ bằng chân cứng chứng nha. Không phải tao nói nha. Đó, giờ muốn coi gì nữa không? Vi phạm nhân quyền của Mỹ nữa không? Mày thấy cảnh sát rồi cái gì đây muốn coi nhân quyền của Mỹ nữa không? Giờ mày muốn coi cảnh sát hành xử với dân sao không? Tao cho mày coi. Rồi thôi tao cho mày coi cái này vui, cái này cũng là một bằng chứng luôn. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất thế giới. Đù mà cái này mới là ghê nha. Cái này là không phải, cái này không phải Việt Nam nói nha. Cái này không phải Việt Nam nói nha. Sự tiến bộ trong vai trò trung tâm sản xuất toàn cầu đã giúp Việt Nam đã đứng đầu danh sách các nước có tốc độ phát triển tài sản cao nhất trong 10 năm qua. Đây. Mẹ, tao ghét quá. Đúng rồi. À quá, cái này sắc mắt có chứng nói mình nói láo. Tánh anh là không có khoái mà nói đây là tôi cho mày coi. Nghe. Thấy chưa mà thấy nước ấy quên cái gì vậy? Đây. Đây, thấy chưa? Mày thấy chưa? Việt Nam 200 tỷ lệ 210% qua mặt luôn China. China có 198 mà. Mà cái kinh khủng chưa? Việt Nam tăng trưởng cỡ đó đó, vậy đủ chưa? Rồi bây giờ muốn cái gì nhân quyền Liên Hiệp Quốc không? Tôi cho mày coi Liên Hiệp Quốc luôn. Ai, mệt quá, thôi nói chuyện với mấy này làm gì bây giờ, tao nói thì tôi bay từ thua đến thua. Hồi nãy tao vừa thức dậy thì thấy có thằng nằm ở đâu chứ ghe đeo giỏng toàn đen nói chuyện thì thấy cắt lửa dưới này, các anh chị em cũng đã thấy rõ ràng là cái người dân Việt Nam ở Việt Nam sung sướng cỡ nào rồi. Đó là một người dân bình thường lên nói chuyện rất là mộc mạc ở miền Tây, cũng đang còn lăn cháo thôi, nhưng mà nó nói lên thì các người đã hiểu đó là như thế nào rồi, cái gì nữa. Có nghĩa là người dân họ cũng giống như cái con nhỏ nào nó hỏi là một người bán rau ở chợ với một người công nhân ở Mỹ so sánh ai sướng hơn. Tao nói liền, đủ người bán rau sướng hơn. Tại vì cái thằng mà công nhân bên đây rõ ràng khi anh làm lương nó về đồng ý là cái số tiền nó sẽ cao hơn người Việt mình, nhưng mà nó khổ nổi là bao thứ lo toan, nó không có thảnh thơi và đầu óc nó không có nhẹ nhàng. Còn ở thằng bà bán rau ở Việt Nam á, bà bán rau xong rồi bây giờ nếu bán ế chăng nữa bà cũng đích cần bà liền cái quánh vô bà vô bà cái gánh rau bây giờ bà cũng đóng khe, bà cũng không ngày mai bà cũng tính bơ, bà cũng cười chứ bà cũng đâu có sợ, bà cũng đâu có lo gì đâu. Nhưng mà không được à, đó rõ ràng cái chuyện bình thường bởi vì sao. Nhưng mà tụi nhỏ bên Việt Nam mình nó lại không hiểu cái điều đó, nó cứ nghĩ cái nó bị ám ảnh cái chữ Mỹ là nó khoái à, đồ hay ẩm mà qua hướng nó hướng ngoại quá nhiều. Thành ra nó cảm thấy bên này nhưng mà nó không hiểu được. Cũng biết bao nhiêu người đã thổ lộ rồi, muốn mà được thành danh bên này hoặc là có một cái đời sống mà hơi sung sướng hoặc là có tiền của thì ở đây phải trả giá rất là nhiều. Đòi trả giá rất là nhiều. Và làm không phải như Việt Nam, ở đây làm ra làm, chơi ra chơi chứ không phải Việt Nam mình. Tao chưa tao làm nhà nhân quá hoạt động. Thường thường công sở tao làm nhà nhân quá hoạt động là ở sẹp đây là 8 giờ nhưng mà đúng 9 giờ nữa tao còn ngồi quán cà phê bên kia đường, đâu có chịu vô cơ quan đâu, cơ quan phía bên kia đường. Thế kiểu vậy đó, Việt Nam mà lại việc là vậy đó. Làm cái lề mề không Mỹ, Úc, Canada mà hay vô bắt ra dù việc là coi như là chỉ có công việc mà thôi. Nó không hiểu được cái chữ làm việc của nước ngoài như thế nào, cái áp lực như cỡ nào. Nó không hiểu được cái đó. Giải thích chuyện đó cũng bằng thừa nhưng mà đứng người rồi nó tẩy chay rồi. Bây giờ thôi nó nói là nôm na cho nó xíu, có nghĩa là tụi nó kêu gọi biểu tình cái kiểu ngày 22 tháng 12 kia rồi thì rõ ràng không ai biểu tình cả. Đó là một sự thất bại thảm hại, mà do đâu? Là do ý thức của người dân Việt Nam mình đã tăng lên. Là có nghĩa là gì? Mày xạo quá, mày xạo
tao mày bữa nay lên nhà Ly sao Vũ ra không có nói Đúng bậy bạ được, cho nên ra đằng bạn gái nghe không. rồi. Tánh tao thì tao tánh tao thì hay tánh tao thì hay bôi 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 la, Đúng nhưng mà nếu tao vậy tao hơi ngắt ngang, hơi nó hơi nó dạy chứ không có suôn sẻ được. Hay như Lisa đó hơi nó như làm như muốn ngậm ngậm nghe, tao như thôi kệ đi bỏ qua đi, mà lỡ lời như Lisa Vũ đừng có Không trách quên anh đâu. nha. À, rồi thì nó thất bại hoàn toàn thì nói như vậy đó, chứ họ chứng tỏ là cái dân trí người Việt Nam mình nó được tăng cao hơn mấy phần trăm nữa, có nghĩa là đã hiểu được vấn đề đó. Rõ ràng nó qua biểu tình đâu có ai ngu dạy đi theo mày làm chi đó, còn người Việt Nam mình tự nhiên đó là thất bại, cái đó là dân trí. Mà nó vẫn kêu gào, nó kêu gào để chỉ lấy tiền thôi, khổ lắm khổ. Tình đó là anh cũng thấy mừng mừng là chỗ người dân bắt đầu để thấu hiểu ra và đã có những cái mà tiến bộ, mình phải coi như là tiến bộ đi. Tại vì trước đó là gì, trước đó là ngày 10 tháng 6 và 5 tháng 6 tao không nhớ, tháng 6 tháng 6 rồi rồi tới bây giờ cái 22 tháng 12 là thất bại, nó thất bại hoàn toàn thảm hại luôn đó. Rồi Việt Nam mình hiện giờ nó có nhiều cái vấn đề rất là hay, mà tụi nó chống bên này, tụi nó chống nhiều cái vô lý. Việt Nam mình được sản xuất xe hơi nè, VinFast, VinFast gì đó nè, sản xuất tay ga, xe tay ga chạy điện nè, rất ư là độc đáo, chạy qua nước luôn, nước gặp một mát chạy qua luôn, tỉnh bơ không sao gì hết. Rồi bây giờ sản xuất smartphone luôn, nó mới là ghê nữa chứ, hai ba mẫu luôn, mới tin luôn mới là ghê chứ. Đó đồ đang tiến triển vượt bực, và nếu tao đoán, nếu là cá nhân thôi nha, thì đoán khoảng 5 năm nữa thôi Thái Lan, Singapore là coi như dùng rác rồi, không nói làm gì nữa, tại vì bây giờ đang tiến vượt bực đời sống họ. Thì có một đứa cháu mình mới nói, đứa cháu gái, mấy đứa cháu gái bên Việt Nam mình thì ngày nào hoặc là hai ba bữa có thông ba thì hỏi sao mày, nói cho nó một câu thôi, ở nước Mỹ có cái gì Việt Nam có Đúng cái rồi, đó. chính xác. Mẹ với mấy thằng kia nó bên này nó nói Việt Nam mình nghèo đói, đi xin ăn tùm lum không có gạo để ăn được, tào lao đủ. Má nói chuyện bà nghe riết rồi, nghe ở nhà mà này xàm xí đú. Rồi mà tao muốn chửi vậy thì khi tao nói mà tao nhiều khi tao cũng làm biếng lên, tại vì nó không có câu nào hay hơn, nó không có câu nào hay Đúng. hơn, cho nên nó chỉ có nhiều thôi, lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui đủ. Rồi mất nước, mất đủ, mẹ mất chỗ nào, tao đi kiếm hoài, tao đi tao xem đi kiếm hoài, ồ không có chỗ nào. Việt Cộng ở gì Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ gì, tao đi đó, tao tao có thằng em kết nghĩa thằng Ada Phạm về, em bị đi kiếm tao mày, ra là đẳng kiếm tao mày, đủ kiếm kiếm không có móng, nó đưa livestream luôn, nó đưa livestream luôn. Tao bắt bên này tao nói, tao gọi điện người ta kêu băng Nguyễn gì đó không biết nữa, mày livestream giùm tao mày coi em tao bên đó làm sao. Nó đi kiếm mấy ngày trời kiếm không ra móng, nhưng mà nó vô tới du lịch chớ tới chớ chỗ cái du lịch thì có đại hàng, có tùm lum tà la, chứ đợi cho đâu phải riêng người Trung Quốc không đó, tại vì ta đi tham quan mà. Vậy mà bên này nó nói cũng được, bây giờ nó hết chuyện rồi, nó lấy cái hình nó chụp cái lỗ đường người ta bị ổ gà ở Việt Nam, xong cái nói đó công trình Việt Nam làm luôn á, gì vừa làm xong là đã bị sụp lỗ ổ gà. Mẹ chỗ nào nó không có, Mỹ Úc gì cũng có, đi làm đường thế chạy xe thì phải hư thôi, hư thì có ổ gà thôi, ổ gà thì tới qua có rượu mày, vậy mà nó cũng đem lên nói được à, tao rượu ổ gà nó cũng nói được mà, khổ ghê. Tao chán mức độ đến nỗi là nó vì nó không còn có cái gì để nó bươi móc cả. Thì ta mới nói mỗi câu như vậy, ở một cái đất nước phát triển hoặc là không phát triển gì cả thì cái tệ nạn của xã hội đâu cũng có cả, ở đâu cũng có gay điếm, ở đâu cũng có xì ke, ở đâu cũng có mọi vấn đề trên xã hội đều có cả. Nhưng mà ta bảo đảm với mày biết đó, Việt Nam mình là một ít, ở Mỹ Yeah. nè hoặc là ở Úc nè nó còn ghê hơn là Việt Nam mình nhiều Đúng nữa. rồi. Nhưng mà tại vì tôi biết nhưng mà tôi bây là chẳng biết con mẹ, tôi biết ghét thông thù ghét Việt Nam, tôi bây cái môi móc ra những cái chuyện vậy bạ, cái thực chất. À, đây là ta mới đăng lên cái là nó có nhiều chuyện rất ư là vô lý mà mình nghe mình thấy buồn cười, nhưng mà cái bài này nó đã gỡ xuống rồi. À, trong một cái phiên xử tòa án mà đến nỗi mà coi như là vui lắm kìa, tòa án là hiếp dâm, bà đến nỗi mà vui lắm kìa, cái đây là nghi can lạm dụng tình dục thoát tội nhờ công tố viên say xỉn tại tòa. Cái ông mà xử án quá đồ xỉn quá đi, cho nên vì cho đó cái thằng có tội vô ông kêu thôi mày đi về đi khỏi tội luôn. Đồ, chưa thấy cái tòa án nào nó quái đản vô xảy ra tại nước Mỹ, báo Cali.com đăng tin. Tao mới viết ra một câu là trời ơi ngó xuống mà coi đúng không?
nghi can lạm dụng tình dục thoát tội nhờ công tố viên sai xỉn tại tòa. À, ông xin ứng xử vậy đó, thôi thua luôn chứ sao giờ. Mà ở Việt Nam có gì không? Đâu, chưa có bao giờ có luôn, mà ở Mỹ có rồi. À, rồi kỳ rồi bầu cử cũng vậy nữa, rồi có người chết đó, rồi mà đã hàng mấy tháng rồi, rồi không có lôi ra cũng trúng cử, rồi mà khi ra rồi mà nó thôi đừng có nói chuyện đâu, mày lo mày lo mà chuyện của mày đi, lo cơm ngày hai bữa đi, lo đi làm đi, lo phụ vợ của con như là tốt rồi, đừng có tham gia mấy cái chuyện gì nữa, mày càng tham gia mày càng lại bậy bạ hơn, rồi mà tao không ai nghe được đâu, tao cũng thua luôn gì nó luôn, vui lắm kìa, tụi nó làm những cái chuyện vui lắm kìa. Không thể nào nói được, tụi nó này em chửi là đúng quá rồi, còn bầu cử thì nghe em nói cũng tức cười, và rõ ràng y chang vậy, tao có biết thằng mà tao thì tao ở đây mấy chục năm cũng giống với em thì thôi, rồi mỗi lần đi bầu cử đâu có biết thằng nào lần nào đâu, rồi nó nói là tiếng người rõ ràng đùng có cái đủ thượng nghị sĩ đưa ra đủ, mà thằng đó tao có thiệt chí rồi tao cũng chưa hề biết, tao cũng không quen biết, mà tao không biết rồi, tao không hề biết một cái đó gì trơn, bắt tao đi bầu thì bầu có nhiều khi tao có thể bầu đâu, khổ vậy. Đừng có sầu sạo ở mà đảng cử dân bầu có ý gì cái gì đa duyên đa đảng, chỉ ở nước Mỹ này mày biết, bảo đảm với mày, mày có biết cái thằng nghị sĩ ở ứng cử tiểu bang mày không, mày không biết tên tên mày đặt cũng không được, đừng nó ở nó mày bị cầu vào đầu rõ mày ràng sợ peo còn không ra nữa. Đó là cái mày 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 mày, mày đọc cái tên của nó không mà mày không được, đừng nó ở peo cái khổ. À, cái tên của nó không á, spell có nghĩa là đánh dần á, đánh dần cái tên gì đó được nữa. À. Thì mới gọi bảo là spell cái khó nem mà không ra nữa thì làm sao mà đa mấy chả đàm mấy bố mấy mẹ. Hôm trước thì nó còn hôm trước nó còn phê phán ở Mỹ này làm gì có cướp giật ở trộm đồ luôn, má Việt Nam trộm cướp trộm tùm lum tà la, tệ trạng xã hội gì lý do đảng cộng sản gì tùm lum tà la, đây là tôi cho mày coi luôn. Đồ. Cái gì thằng con này mới bị chấn động đây, thấy đó tiệm kim hoàng tiệm vàng của người Việt trong Phước Lộc Thọ bị cướp, mà thấy rõ ràng mà có hung tử đó, có bận ở đó vô, thấy chưa, đó là báo đó, báo nước báo Mỹ đăng tin đó, đâu mày, tao không phải tao đăng tin đâu, đừng nói tao xạo, đừng nói tao chém gió nha, tao ghét cái đầu nói tao chém gió, nó nói cộng sản dựng lên đó, làm gì có chuyện đó. Khổ vậy đó, tao nói thiệt mày, hay mày càng nói chuyện nào thì mày càng thấy mày lạc lõng chuyện đấy, mày nói bậy đó bạ, không chẳng có gì gọi lại, tao nó chán lắm. Còn tội ác chiến tranh nè, đầy vậy muốn coi đâu, tao đăng trên tường nhà tao rồi đó, ui trời ơi, hỏi ai ác hơn, hở ra cái là gì cộng ác với dân, hèn với giặc cái gì đó, cái gì hèn với giặc, hèn với giặc ác với dân gì đó, trời ơi, hồi xưa chiến tranh tao cũng đi lính vậy, nhưng mà tao cũng chưa hề thấy mấy cái cảnh mà tàn nhẫn như vậy, về coi lại mới thấy xúc động, mình cảm thấy mình hết hồn. Mà hồi xưa là tụi Mỹ đi hành quân là đi hành quân riêng biệt, chứ nó không có đi hành quân chung với người lính Việt Nam Cộng Hòa, thành ra khi đi hành nó đi hành quân riêng vậy, cho nên là gì đó mà mấy phóng viên á đi chụp lại mấy cái cảnh như cắt đầu người, moi gan bổ bụng, cắt vú, cắt chim gì tùm lum la, rồi mới chụp hình nó làm kỷ niệm mới là ghê chứ. Bây giờ nó trong bây giờ nó bây giờ nó tuồn ra cái rồi mình lục sao lục lại mình thấy nó cột xác Việt Cộng vô trong một đám 5-7 người 8-9 người, nó sao cái xe tăng, nó lấy xe tăng nó lôi đi, trời ơi thấy thảm cảnh đó, ác bằng cỡ vậy chưa. Thì đúng rồi, ớt vậy được vậy chưa, mà tụi bay lúc nào tụi bay là cũng rêu rao, tao đã từng nói, tao nói tức rất là lâu rồi, tao nói cách đây mấy tháng rồi, cái chuyện gì hận thù cũ mà chiến tranh nó đã qua đi không nên nhắc lại, và chúng ta nếu mày yêu nước là mày phải vun vén, không xây dựng thì đừng nên đập phá, mà chúng bay xây còn tụi bay thì không có không xây dựng mà đập phá, mà đập phá thì có lý, chỗ nào hư thì đập thì ta cũng không nói, cái này tụi bay đập tùm lum tà la đủ, mẹ nhà phòng ngủ nhà tắm gì mày cũng làm lá làm mày lám luôn, mày làm láng hết trơn, thì chỗ đầu tắm rửa chỗ đầu ngủ, tụi bay kỳ quá, bởi vì tôi rất ư là tào lao, mà tào lao đến nỗi mà coi như là không còn gì để mà nói, cái thứ gì tụi bay cũng xuyên tạc được, cái gì tụi bay cũng được, thậm chí cái ly cái chén bị rượu bay cũng ly cũng xuyên tạc được, thì thôi tụi bay thuộc dạng hết hết chỗ nói, tụi bay chỉ lợi dụng những cái thằng ở Việt Nam mình là thuộc dạng như là thất nghiệp nè, chì ke nè, ma túy nè, không có quan việc làm, đói khổ nè, tụi bay mày cho nó 20-30%, rồi bắt mày xúi nó lên, mày xúi tụi nó, thì tụi nó chứ mày dụ quay dụ ra dụ được ai,
không dẫn nhiều được ai hết. Càng ngày tụi bay thấy lạc lõng chừng đấy, càng ngày cái tiếng nói của tụi bay không còn như giống như ngày xưa nữa. Hồi xưa tụi bay hù hù, tụi bay cho tiền, tụi bay xúi người ta đi biểu tình, tụi đi, mày thấy rõ ràng. Giờ ai đi biểu tình nữa? Mày tao lo làm đồ ăn không, người ta đậu mà mày hứa, toàn mày hứa lèo không à? Để tao nói vậy thôi, không có cái gì mà tụi bay đúng cả. À, còn tao thiệt mày, tao hôm trước tao cũng đã phản ảnh rồi, cái người Việt là cái người cảnh sát Việt Nam mình ở bên đó đó, rồi sao hiền, hiền quá so với nước ngoài, hiền quá, phải phải cứng rắn lên, là phải hành xử giống như Mỹ, y chang như Mỹ. Tụi bay khoái Mỹ quá, nên bây giờ tao cũng nói với nhà nước Việt Nam mình áp dụng bộ luật giống như Mỹ vậy. Vô là một là bắn, hai là bóp, hai là chứ không có chuyện mà rồi cái kiểu mà năn nỉ giống như kiểu gì. Mấy tao thấy mấy thằng xỉn xe rượu về với cảnh sát chặn lại rồi phân bua xuất tỉnh, nó hỏi quân hàm mày đâu, mày cấp bậc gì, xác lệnh của thủ tướng ra kỳ nào, rượu mẹ thằng Mỹ vậy, nó cầm nó kêu mày cấm nói, nó kêu shut up, rượu mày muốn dám nói không, rượu mày cho mày, nó cho mày vô con rượu mẹ tào lao. Bởi tao nói thiệt mày, phải áp dụng như Mỹ vậy đó, mà chỉ áp dụng như Mỹ thì rượu mày thật là chết dân mình trong chết ai. Có nhiều thằng mấy thằng rượu mày nó khổ với mày, tao cũng điều gì tao cũng bực mình. Ở bên này á nha, mấy thằng Việt kiều bên này á, đụ má thấy gì cảnh sát á, đụ má nó mà kêu nó quay đèn nó chiếu vô bằng để nó gọi lại, đụ má nước đáy trong quần nó chảy, nó ướt quần bạn hết trơn. Mà nó về tới Việt Nam là nó dở thói lên, là đụ nó làm như ta đây là cái chữ Việt kiều lớn đó, mà nó quạnh quẹ. Có thằng có một cái clip vô nó Việt kiều đâu tao không biết nữa, nó làm tùm lum tao ra, kỳ Đức hay kỳ nào tao không biết nữa, nó chửi cảnh sát rồi nó ỷ nó có bằng lái quốc tế gì, gì Việt Nam này, mày cái con clip đó chưa? Rồi hai đứa rồi ngồi đuổi gặp, ủa mẹ gặp tao rồi tao, tao bởi thật thiệt, Ôi tao tao nói ơi, rồi người tao Việt xin đi Nam làm mà nếu mà ai cứ cho động gặp cảnh sát cái chửi kỳ chửi bút xuống chửi mà qua bên này, qua bên cái xứ tư bản này nó lại rượu cầm mà cặt giấy ở đâu rồi nó teo rượu mà nó rờ lại không thấy đâu trơn, cái rượu mới về kể bên đó chuyện là cho vậy cả đó. nhà nghe. Ngày xưa có cái chị kể chuyện có một người Việt Nam mới đi xe xong uống rượu gặp cảnh sát nó đuổi đến cái cảnh sát nó đuổi đuổi xong chạy vào cái nhà đấy cảnh sát nó bắt ra ông quỳ xuống ông ấy lạy ông lạy ông không biết tiếng Anh tiếng em gì hết Trời ông ơi quỳ xuống ông lạy nhục thì cái lần đó thì nó nhục tha dễ cho sợ, về sau mấy ông cũng học được cái bài đó cũng lạy nhưng mà lạy nó cũng không tha nữa nó vẫn cứ phạt như thường. rồi có một cái tin nữa là hở ra cái mày nói Việt Nam này xã hội bất ổn rồi bú lít ăn tiền hối lộ, tao cho mày coi cái này nữa, nhưng mà đây ở Colorado đây. Mày thấy chưa? Hiếp dâm Một vị cảnh sát hiếp dâm mà cảnh sát đó nha. Em đọc rồi phải không? Đi sở hữu đọc vâng, rồi hiểu phải rồi. không? Đây ta cũng học. Ta cũng không cần phải nhắc lại làm gì. Em đi sở hữu đã đọc rồi. Đó, mày thấy chưa? Cái thứ gì nó cũng chơi chứ, cỡ nào nó cũng chơi á. Ngày xưa hồi hồi mới sang Bị khỏi mà Úc này này nghe đài tiếng Việt ở Úc này có một cô gái cô ấy lên đài cô nói cô ấy bảo bị cảnh sát nó bắt dừng lại xong nó đưa cái dùi cui nó bắt cô ấy ngậm cái dùi cui đó xong cô ấy đưa lên cô ấy kể chuyện là như thế cái làm tội tội nó bệnh ừ hoạn rồi đó, tội nó tay bệnh này nó hoạn khốn rồi đó, nạn lắm nó chơi những cái trò dã man lắm nó bệnh nó thấy hoạn người lắm, người Á mà dạ nó mày bắt lắm nạt người thôi. ta cô ấy lên đài cô Người nói Á là đông là nó bắt nạt được là cô bắt nói là rồi, cái rồi thằng á cảnh nó sát đó nó đưa cái dùi cui nó bắt cô là phải ngậm vào cái dùi cui đó đó các bạn nghe Thì nó tưởng tượng giống như ngậm cái của đó nó gì đó, mà trời tao đó nói thiệt mày bệnh hoạn ừ lắm mày. Rồi xong rồi bây giờ mày nói ở ở Mỹ này không có ăn xin, để cho mày coi ăn xin luôn. Tao tao quay tao bữa tao đi vô tình, tao đi vô trong đau thao á, rồi tao quay chứ không ai quay. Là hôm lê lết Đây cho tụi mày coi đầy nhóc. thiếu gì ở đây cũng có mà. Ở bên này cũng nhiều lắm ở bên này nó còn ra cái luật không không được cho tiền mấy cái người ăn xin đó ừ.
ơi, giờ mấy cái ông ở bên Mỹ thì có tự lừa dối mình thôi, chứ các ông đâu có chịu chấp nhận sự thật đâu. Toàn lừa dối mình thôi. Đi mất hai một đi 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 mất một róc đường thôi, một róc đường thì tương đương khoảng những 500 mét thôi, mà đã hai ba người đi xin ăn rồi. Mày biết tại làm sao bên nước Mỹ này mà đi xin ăn nữa cầm bản không? Tại vì ai cũng đi xe hơi cả, không ai đi khi đạp ra đụ nó la, nó nói không ai nghe, nó viết cái chữ đi cái miếng giấy để cầm nó dơ dơ. Tại vì ai cũng đóng kín cửa kiến. Tao bên này là mùa đông, mùa đông mà mặc mùa đông mùa hè gì cũng vậy, chứ không ai mà đi đổi hơi mà kêu tên anh ta nhìn nó để nó khổ lắm. Hôm lết không có nhà, không cửa, không có thức ăn thì ai ký 50 cent đồng vậy đâu, thì cái cửa mở cửa ra cho nó thì nó lấy. Mà hồi xưa ta cũng cho mấy lần, nhưng mấy lần sao dồn lại đủ, mấy nó bự hơn mình gấp 3 lần sao cho ta, đồ mà nó bự hơn mình mà thằng nào lấy bự cho voi vậy. Đó đó, ta nói như vậy cho đó. Còn gì nói gì nữa không? Ăn xin có nè, mà cũng muốn coi địa điểm không, ta cho mày coi địa điểm luôn, đứng hay đứng đường có không, có luôn, Mỹ đứng đường có luôn, rồi cảnh sát hiếp dâm mà ta cho mày coi rồi đó phải không, rồi giờ nhân quyền ta cho mày coi luôn phải không, rồi giờ muốn coi gì nữa. Bây giờ tao nói ngày hôm qua nay tao coi cái hàng trai gì ta, tại gì thì đang than vãn vậy, đủ và kinh tế Mỹ đang đóng cửa chính phủ, rồi kinh tế sụt giảm, rồi hiện giờ đang te tu, rồi Dow Jones, rồi những thắt là coi như là gì, chứng khoán đang sụt giảm, giá dầu giảm, dân Mỹ đang khốn đốn, tại vì cái tội chơi chơi với Trung Quốc, đủ mà chơi Trung Quốc thì quốc chơi lại thôi, có gì đâu. Mày đánh tao, tao đánh tao, đánh tao thôi, đánh mày thôi, đó là cái hậu quả, hậu quả thôi. À, thường thường thì tao ở đây thì bây giờ tao không biết gì, không biết về vấn đề lĩnh vực đó cho lắm, nhưng mà tao chỉ hiểu một cái điều gì nè, thì anh chơi tôi thì tôi chơi anh chơi thì thôi, nhưng mà thường thường là kẻ tám là người nửa cân, chẳng biết ai thua ai, không có gì mình không có cái gì mình biết trước được cả, chưa chắc ha, chưa chắc muốn được đó. Mày nhớ kỹ rồi đó, Mỹ có 360 triệu dân, nó tân 1.6 tỷ rồi nha, mày phải hiểu rồi đó nha. Có nhiều thằng nào suối bởi tính nó suối, nó ngu mà đức độ hình như là con nít, con biết nó suối thằng Việt Nam nó quýnh Trung Quốc. Tao nói hôm trước tao nói hoài à, tao nói hoài à, mày khỏi còn quên đàn bà gái mà đó mà nó cổ quần lái không à, đồ Việt Nam cũng thành sông, đồ lội cũng chết ngọt, cũng chết đuối này, tự nói ở mày nghĩ ông sao vậy? Có một cái mẹ bà, có một cái công ty nào ấy, có một người Trung Quốc cầm xé lá cờ của người Việt Nam, cuối cùng phải quỳ xuống xin lỗi vậy á. À, đó phải quần đó. Ê, tao nói tụi bay nghe một cái điều này nè, nó là một rất nước lớn, hầu như là đứng thứ nhì thế giới sau lần Liên bang Nga, có nghĩa đúng là dân số đông nhất thế giới. À, tôi nói là mà nó mình thì nằm sát sườn đó. Tại vì thường thường cái thằng Mỹ đi qua Việt Nam mình phải đi là tàu thủy máy bay, còn nó là đi bộ, nó đi bước qua. Mày hiểu tôi nói cái điều đó. Mày sống với kẻ thù, mày sống với kẻ thù sát mình mà mình nó không làm được gì mày mới là hay. Đó mới là hay, tuyệt chiêu. Chứ mà tụi bay đồ thứ ngu ăn đồ ở đây tại con quỷ này, tao không có nói chuyện được tụi bậy bạ. À, chứ thiệt đó. Mày làm tao cứ không cho thiệt mà được, tao sổ ra. Tao thiệt giờ, bây giờ tao nói tụi bay, tao cho tụi bay chữ lên trước á. Mẹ đi cho chữ. Tào lao, ủa má toàn là suối dại mà cứ toàn là suối trẻ con ăn cứ cày sáp không à. Ha. Đó, ra tụi bay tao thiệt đỡ tụi bay hiểu là nghĩ địa gì tao đâu, tại vì thì không có nghĩ địa có nghĩa là vậy. Tại cái sự hiểu biết của bay phải qua một cái giai đoạn kinh nghiệm, có nghĩa là tụi bay phải bước qua trong cái thời kỳ chế độ đó. Mẹ tôi đâu, tao sống cái ba chế độ đó mà, từ hồi ông Diệm nè, từ ông Thiệu nè, từ tới bây giờ là kia bằng cái gì tao không biết, rồi qua tao ở Mỹ nè, 4 chế độ luôn. Tụi phải từ nào mà tụi bay đủ trưởng thành mà đi trải qua đó thì tụi bay nói chuyện với tao được. Còn tụi bay hồi tao đi lính thì tụi bay còn ngồi trong ống quyển thì tụi bay nói chuyện làm con mẹ, tụi biết cái gì mà bị nói, tụi biết cái gì. Miễn đi, đám mà tụi bay cỡ như thằng gì Tân Thái, Tân Đi Bê Trương gì đó, đủ cái gì. Ôi xin mệt, đục đích danh bày đặt tối ngày, lúc nào đã chọn đuôi con mắt rồi, ăn tiền trợ cấp rồi, ăn tiền phú tem rồi, mà đã vậy cũng lúc nào cũng nhắm mắt nhắm mở vậy rồi. Mà tôi suối con người ta chứ. Thôi kệ, mà cũng có những đứa đi ngu theo. Tại vì mấy đứa là coi như là thất nghiệp nè, xì ke ma túy, hút sách nè, cái gì, đề đốm nè. Thế dân Việt Nam mình là casino là phải đứng hạng nhất.
Đúng rồi, rồi mà có nhiều trước bữa nào đó à, cái vụ casino nó cũng lên nó chống bán nữa, nói vậy rồi Việt Nam mình là với dân như tôi nó đụng mang đầu ngu răng chết trắng chịu. Mày biết casino ở nước Mỹ này hả, là nó thu lợi 100 biết bao nhiêu tiền. Mày biết cái Las Vegas hay là cái đó là có hoang mạc mà nó là sa mạc mà. Mà vì casino không mà bây giờ nó trở thành mà cái chỗ mua thành phố rồi mới nhất thế giới. Tất cả mọi nơi thế giới đổ xô ở đó để mà người ta ăn chơi. Nó là chỗ sa mạc á. Các cụ già ở Ừ. bên này mà đi casino nó phục vụ các cụ từng ly từng tí Đó, một. hết tới luôn, có xe phi luôn đi, cái xe buýt đi phi luôn, vô đó không tốn tiền luôn, chứ bỏ tiền vô các cụ đây, nó lột Nó sạch đối luôn. xử còn nó có hiếu hơn là những con ruột mình đẻ ra nữa cơ. Còn nó mới nói vậy, người Việt mình sẽ chết, nó không cần chết con mẹ chứ, thằng nào ngu mà ráng chịu đó, nó còn đỡ hơn đi qua đi Campuchia, nó lấy sổ đỏ, nó lấy Đúng nhà luôn, rồi, nó bán nhà, nó nó mang bán tiền vợ, sang bên nó bán đó. vợ đỡ con cho chúng ăn. À, bây giờ tao bán vợ đỡ con tại nước nhà Đúng cho rồi. nó dễ, tao thúi vậy nữa rồi thấy Ừ. ngu Nó xài tiền, mà còn nó cãi gì xài tiền nữa. trong cái nước mình chứ nó mang tiền sang nước Campuchia bên cạnh nó Sướng phải mua nước khác nó đó. bắt cãi cãi máu tiền, cãi máu tiền tệ Ở bên này á, đó. tại sao nó phục vụ những cái bà già như thế, mấy cái bà già về hưu rồi có rất là nhiều tiền. Nó lấy tiền, nó chủ yếu là lấy À, tiền đưa mà. xe đưa Ừ, xe đón. tụi này bởi vì nói là cái đám này nó ngu mà thiệt tình, tao không biết nói sao. Tao không có chửi nữa tại vì có mày đâu, nhưng mà tao thiệt mày, tao muốn nó ngu với mức độ hình như thay vì cho tiền người ta ăn thì mày cho người nhà mày ăn đó, một cái đơn giản vậy thôi. Tại vì mày biết là con ma cờ bạc không bao giờ từ bỏ được, nó không bánh chỗ này được thì nó cũng đi Đúng kiếm rồi. chỗ khác, mày biết không, thậm vậy đó rõ ràng hở ra phản đối. Còn đặc khu quá trời, nó có đủ mà người ta muốn mở đặc khu để người ta phát triển về kinh tế phát triển này, nhưng mà tao nói hôm trước rồi, tại nó ngu mà nó chữ hoài mà không nói, mà tại nó có nói một cách khác chăng nữa cái gì tôi cũng biết cả, không phải là nó ngu đâu, nhưng mà cổ là tại nó ghét cộng sản hay là nó ghét đất nước hay sao tao không hiểu, là nó bài xích thì thôi. Cái lý do đơn giản nhất mà theo tao hiểu á là ba cái đặc khu đó đó là phá vỡ cái thế trận của thằng Trung Quốc về cái đường lưỡi chính đoạn, chính đoạn là bởi vì sao, khi anh mở ba cái đặc khu đó ở nó là tu thuộc dạng hải lý Việt Nam mình mà, thì các nước châu Âu các nước ở các thế giới đổ xô về đầu tư, thì khi đầu tư phải đi đường biển, mà đi đường biển thì là có Anh, là có Pháp, có Hà Lan, có Đan Mạch, có Úc, có Canada, là đủ thứ tùm lum tùm la, 150 nước như đó, thì thằng Trung Quốc nó không thể nào nó nói đủ cái đường lưỡi bò của nó cả, tại đủ cái đường lưỡi bò sẽ được ta đi tại hai con tết nó vô mà, thì vô tình phải phá vỡ cái trận thế trận của Trung Quốc rất là hay. Đó thứ nhất, đó thứ hai nữa là coi như là mình được kiếm thêm tiền, mình mới đặt khu là mình làm về kinh tế bây giờ mạnh, dân đó mình đầu tư vào đó, dân đó các nơi đổ vô đổ xô vô đây làm ăn, bỏ vô bỏ túi, phải người dân ở nơi đó giàu có không, công nhân việc làm có phải có không, nói chung là cái điều có mà ba điểm được, ba điểm ở nơi ba miền đất nước rải dài, phải ba điều rải dài, dài rất là hay, tao ủng hộ 100%. Nó Nói cũng cháu đơn đủ giản má thế nó này ngu, thôi, nó cháu nó nói cây đơn giản này thôi, những cái người du học sinh sang Mỹ là chúng nó từ thiện à? Tại sao nó cho những cái người du học sinh vào đó bê tiền sang đóng cho nó mỗi một năm mấy chục ngàn? Mà tại làm sao, ủa mà mình lại không có chịu Ở lấy tiền, mày cứ vừa mày ngu mày cũng vừa vừa em ngu quá Mỹ rồi, rồi nói sao Úc được. này này nó nằm lợi bao nhiêu một năm mà về cái tiền du học đó. Đó, một trăm bao nhiêu ngàn người nhỉ? Sáng nay vừa mới đọc không biết là mấy trăm ngàn người gì, bao nhiêu ngàn người ở Đúng du học rồi, sinh ở đây. bởi vậy nó nói là riết rồi có mệt quá. Cái bây giờ tôi nói mày nghe, cái tao nói từ lâu rồi, mày càng tụi bay chống càng chống càng ngu, mà hai tụi bay càng nói lại càng ngu, đù má khổ vậy. Cái chuyện Anh đó cầm đẹp trai này có người tán này. Hay quá anh Cầm ơi, anh có lấy vợ nữa không? Em mê anh rồi đó, Trần Thiên. sao vừa phải. già rồi già rồi thôi. Đang chơi Cái bởi vì tôi mới mà. nói là khổ Nó nói đấy, bà nghe ăn đấy. chơi vậy. Ở Bà bên ấy này bà ly xa cắt vũ phải cơm. phải ly xa vũ phải phải ở bên nước ngoài này đất mình sống càng lâu mình thấy càng buồn, càng buồn ở chỗ là nó không phải cái nếp sống văn hóa đây, nó không phải là văn hóa xóm xóm làng, mà nó cũng không phải là văn hóa gia đình, mà nó cũng không phải là văn hóa ở đâu, thì nó bị đó mình lạc rất là lạc lõng. Hễ đi làm thôi về nhà là cứ rú rú nhà ra vô đường xá thì vắng tanh không có một bóng người, anh ở chỗ này tại ở đâu cũng vậy à, nó khác xa cái phong tục tập quán của mình. Ví dụ như cái ngày lễ bây giờ nói chuyện qua ngày lễ Noel chút xíu,
không biết bên chỗ em ở như thế nào, chứ còn bên Mỹ này thường thường ngày lễ Noel giống y chang người lễ người một cái lễ bình thường, nó không quan trọng đó ngày lễ gì, nó không có gì cả. Tại vì sao? Cái người công nhân làm việc ở bên Mỹ, làm hãng xưởng Mỹ, nó rất ư là khắc nghiệt và nó có nguyên tắc rõ ràng, rất ư là cực. Khi mà tan ca hoặc là tan xưởng hay là tan một cái dây tịch kia thì con người ta nó mệt nhoài, hầu như ai cũng mệt cả. Thành ra vì là không cần phải là Giáng sinh bất cứ một cái cớ gì để nghỉ được, là người ta đòi hỏi ta ta không nghỉ, tại ta diễn rất là mệt, nó Mấy bào này mòn sức lực, nó bào mòn sức lực. mấy này những cái ngày lễ này là cái ngày làm ăn kinh tế của những cái người làm ăn buôn bán, tại vì mình muốn trang trí, Đó mình em nhất muốn trang trí nhà cửa, mình cũng phải ra ngoài shop mình mua đồ, đúng rồi mình phải mua đồ về tặng con tặng cái, nó làm ra những cái ngày đấy, ngày lễ đấy là có lợi cho kinh để tế. đó cái đúng rồi, cái ngày Black Friday là cũng giống vậy, có nghĩa là nó làm gì để nó Làm làm kinh ăn tế thôi, là cho nên nhiều chắc nó không có tín ngưỡng con mẹ, là không có tín ngưỡng con hơn. mẹ nha kể cả. Có điểm thứ nhất, cái điểm thứ gì nữa, cái thứ hai nữa là cái người ở bên nước châu Âu châu Mỹ nè, như hội như bên Anh này nè, thì cái nó họ người ta không có sùng đạo, có nghĩa là gì nè, ngày xưa cách đây khoảng chừng 50 năm hoặc là 60 năm thì cái đạo gốc của bên nước Mỹ là đạo Tin Lành chứ không phải đạo Thiên Chúa giáo giống như Việt Nam, nhưng mà ngày xưa thì họ tin, có nghĩa là họ cái gì ra họ cũng là Giêsu ma rồi đại khái, nhưng bây giờ càng ngày cái đó một phần nửa dân số của Mỹ bây giờ người ta kê trong cái lý lịch là không có đạo. Người ta khi dân trí càng cao thì cái đạo và cái tôn giáo người ta nghĩ là không giúp ích họ được cái gì cả. Bởi vì sao? Đó là những cái lời nó thuộc về dạng giống như kiểu như là thuộc về dạng gì ta, nó gọi là an ủi thôi, chứ thực chất không có giúp ích được cái gì hết đấy. Cho nên vì đó người ta từ từ người ta không còn tin nữa. Và cái ngày lễ Noel bên này cũng vậy nữa, nhà thờ cũng để bình thường, có một vài một chậu hoa thôi, chứ nó không có kiểu giống như dân Việt Nam mà cái treo đèn kết hoa đèn màu làm đủ trò. Tại vì đó nó thể hiện khi anh làm vậy thì anh lại cuồng tín nhiều chuyện ấy, có nghĩa là anh đạo giáo của anh rất là cuồng tín. Mà để ý coi, ở Mỹ này ngày qua nay ở nhà đấy chẳng có ai treo đèn kết hoa cả, trong nhà thờ cũng vậy nữa. Chợ có nuôi chó, bên anh cũng có nuôi chó mà anh đuổi đi rồi, để gì cho nhọn Sao gái rồi, cực lắm. Bên này ở bên này không phải, tại sao nó rụng lông, nó mỗi lần chó này nó rụng lông, với lại biết sao phải cứ 2-3 tháng phải đi chỗ bác sĩ một lần, rồi mà nó để cho con gái đứa con gái nó rồi? lo, nó tên là Kino. Ôi trời ơi, Mệt lắm, phải đi chích ngừa làm đủ bọn ở trò, bên này nó nuôi chó lắm nó chuyện không phải lắm, nó quý chó nó lắm chuyện. cực Bảo lắm đấy, đã vậy thôi rồi mua quần mua áo, chó mua quần mua áo rồi mệt lắm, mua cắt giường móng rồi nữa, thôi chân mệt móng nhức đầu lắm, tay. tao ghét tao đuổi ra khỏi nhà. Nó không phải giống như ở Việt Nam mình, đồ chó mà đi làm neo đồ, má tao cả đời tao qua Mỹ tao chưa làm neo, chó làm neo mỗi lần làm neo thì 20 chục, mệt Đánh nhức đầu. có bàn chải đánh răng cho chó, Đúng rồi, thuốc có răng đánh răng chưa, cho rồi chó. Ôi ôi chưa đâu còn ôi. cho đi học nữa, Ừ đúng về phải tốt nghiệp rồi. rồi đội nó đụng má mẹ bà thôi, mà nhức đầu nói chuyện nó giống như kiểu nó làm mọi cách để nó moi tiền, nói một Nhưng cách nó khác là tiền, money money no money no talk, mà cái ok con nó biết vậy lợi thôi. dụng, nó biết lợi dụng thời Nó biết lợi dụng, nó hay hơn ở Việt Nam mà. Ta bữa đó bỏ với thằng Duy Nguyễn với lại con An Duy, nó nói một cái vậy: chúng ta chết trên sự đau khổ mà chúng ta yeah. không biết. Đơn giản cái nhà, nó nói là đơn giản cái nhà. Ô bác cầm ơi, Cái nhà hết điện rồi đó. dạ Vậy thôi ha, vậy thôi thầy hẹn dịp khác cho. Là bữa nay lần đầu tiên dạ lên nhà đi xà lần phạm. sau nhé. Cũng Ok cũng vui thank lắm. you Rồi ok. bye Bye ạ. bye nha. Ok bye.